Rahim, Rahim. Rồi sao rồi? How are you? Hả? How are you? Thế hả? I'm okay. Good, hả? You okay hả? I didn't know you could have me on YouTube. Hả? Bây giờ đi với chị nè. Okay. Đi với chị đi coi phòng. Ha? Okay, vậy con chở nó đi nha cô. Cô không có đi chung. Ủa cô muốn đi chung hả? Đi chung cho biết chỗ. Cô muốn đi chung cho biết chỗ. Ok. Sẵn sàng. Rồi ok rồi đi. Biết sao? Giờ Him á, mấy ngày nay á thì chị Hằng á đăng cái video của là Him lên á. Người ta á giống như là support của Him nhiều lắm. Các cô chú anh chị em á trên cộng đồng mạng á support cho Him. Và bây giờ cũng có được một chút tiền cho nên chị mới đi kiếm phòng cho Rahim để lấy cái tiền đó muốn phòng. Ha, rồi chị mới kiếm công ăn việc làm cho Rahim. Ha, ok em. Rồi đi với chị. Cảm ơn chị. Dạ. Thối nó hơi cái gì. Thối nó. Cái vỏ này nó lủng cái lưng. Trời ơi, em quái gì chứ vậy, em để ở nhà cất đi không có sao đâu. Không có mất đâu. Hồi nãy con thằng nãy gì sùng gì nó chẳng có mấy ký lâu vàng. Vậy hả, có gì chẳng quần áo hả? Rồi bây giờ nè, hôm nay nè cô chú bác ơi, say chào cô chú bác anh chị em đi rồi. Chào đi con, nói chào đi con. Nói chào mọi người. Nói chào đi, chào tất cả. Chào tất cả mọi người ha. Cô bác anh chị em nói vậy đó. Dạ. Thì bây giờ Hằng chở là Him đi đi coi phòng nha mọi người. Thì khi cái video của là Him mà Hằng đăng lên đó thì được rất là nhiều cô chú anh chị em ở trên cộng đồng mạng ủng hộ là Him. Cho nên thì mấy ngày nay thì Hằng cũng tất bật là nhiều công việc lắm. Nhưng hôm nay thì Hằng tranh thủ một chút thời gian để Hằng đi gọi phòng. Và Hằng đã gọi và đã kiếm được mấy cái số phone để chạy để coi phòng. Rồi Hằng mới đi chở Rahim đó để đi coi phòng cho Rahim coi được cái chỗ phòng ở trước. Thì công việc làm nó mới kiếm sao. Thì công việc thì Hằng nghĩ là Hằng kiếm dễ rồi. Nhưng mà trước mắt Hằng phải kiếm cho Rahim cái chỗ ở trước. Tại vì chưa có cái chỗ ở á, thì khi người ta mướn việc làm á, người ta cũng ngại. Tại vì không có chỗ ở để mà tắm rửa, để ngủ nghe cho đầy đủ á, thì cái việc làm sợ nó không có đảm bảo. Cho nên bây giờ Hằng đã đi gọi điện và bây giờ bắt đầu chạy đi coi. Hằng ghi ra cũng nhiều số điện thoại, lấy trên báo thằng mỏ xuống á, nhiều số điện thoại lắm. Thì coi chỗ này không được thì đi coi chỗ khác. Thì coi thì nói chung giá phòng thì Hằng thấy 600, 550, 500. Thì nếu mà kiếm đối đế không có thì cũng phải 600, cũng phải chịu. Còn 500, 550 nếu càng có thì càng tốt. Tại vì thật ra nhà ở San Jose này rất là mắc, chứ không có phải là rẻ, cho nên tiền phòng nó cũng rất là mắc nữa. Rồi bây giờ thì bắt đầu rồi đi, Hằng chở thằng em đi. Ok, let's go. Let's go, thằng em. Sao bữa nay sao, vui không? Vui vẻ không? Dạ, yeah, khỏe. Khỏe hả? Tối hôm qua có ngủ được không? Ngủ được, dạ. Yeah. Ngủ được hả? Dạ. Tắm rửa cạo rau sạch sẽ. Tắm rửa cạo rau sạch sẽ. Đâu, gỡ khẩu trang ra cái coi. Bữa nay làm sao? Coi gương mặt sao cho bà con cô bác. Trời, bữa nay cạo rau sạch sẽ đẹp trai ghê nè. Đây nè, trong lúc mà có phòng ở, chưa có việc làm, đi làm với chị Hằng. Chị Hằng đi mỗi ngày, đi với chị Hằng. Hả? Okay. Đi làm với Hằng trước rồi xong khi có việc làm thì Him đi làm việc của nhà Him. Hả? Chứ. Ok, rồi bây giờ đi coi phòng. Nãy giờ con ngồi con đậy cái nón tại sợ thấy cô dính. Đâu có sao cô. Đi coi phòng cũng có mẹ của Him đi theo, nhưng mà sorry là cô cũng không có muốn lên trên màn hình đó, cho nên không có cho thấy mặt cô. Nhưng mà cô rất là thương gà Him, mà tại vì cũng có nhiều người hỏi tại sao không được ở với mẹ, nhưng mà tại vì nhiều người bên Việt Nam người ta không có hiểu cái cách sống ở bên Mỹ. Và khi cái housing là cô mẹ của Him đang ở nhà của chính phủ, mà cái housing đó một cái phòng nó chỉ dành cho một người, mà khi cái phòng mình ở thì ở dưới có security, là có bảo vệ đàng hoàng, cho nên không được dẫn người lạ vô, không được dẫn ai mặc dù người đó là con mình, mà mình vô thăm chút xíu được, hoặc là vô cho nó xin nó tắm chút được, chứ không bao giờ cho ngủ lại, không bao giờ cho ở lại. Nó kiểm tra rất là chặt chẽ, cho nên Hằng cũng trả lời luôn, tại vì Hằng thấy có nhiều cái bình luận hỏi tại sao không có cho con ở chung. Cái này là tư vấn bên Việt Nam. Đúng rồi, thật ra mình rất là muốn cho con mình ở chung chứ sao không, phải không cô? Dạ, nhưng mà thực sự ở đây thì cái gì nó cũng sống theo cái quy luật không.
không à. Cho nên rất là khó. Chứ cô rất là thương gà Him mà lo cho từ cái miếng ăn, rồi cô nói khi con mình đi con mình không có chỗ ngủ á, cô nói cô rất là đau lòng. Cho nên that's why thì mấy ngày nay Hằng cũng chạy đi kiếm phòng tất bật, rồi lên báo coi, rồi gọi điện rồi này kia. Ok thôi bây giờ mình đi. Khóc rồi đó, ngồi sao cô khóc rồi, nói khóc rồi. Thôi thì yên tâm đi cô ơi, không sao đâu, lo cho nó được mà cô. Ở trên mạng cũng nhiều người, cộng đồng mạng thương gà Him nhiều lắm. Dạ chứ biết đâu có người mẹ nào mà không có thương con đâu, ai cũng muốn con mình tốt. Cho em mình được ngủ trên giường mẹ, con mình phải đi lại ngồi chỗ trộm xe thuốc ít. Dạ bởi vậy đâu có ai chịu nổi cái đó con biết chứ, cái tâm trạng đó con biết chứ. Dạ ok rồi cái bây giờ sao hả? Hả má, má nó bị tim má không biết vậy. Bây giờ nói chuyện với con 10 phút nữa thượng đế kêu má đi đâu có biết đâu, trong nhà con có cái chỗ ở má mừng lắm. Không cô vui vẻ đi không sao đâu, con nói con kiếm chỗ cho ngày thêm được là kiếm được, con lo được, con biết mà khả năng con lo được, với lại việc làm thì dễ rồi. Bây giờ tạm thời cho nó có chỗ ở trước đi, còn nó kiếm việc chưa được á, tạm thời chưa được á thì có thể con đi làm nè, nó đi với con cũng được. Đó rồi sau này khi mà nó có công ăn việc làm được thì nó có việc làm nó làm không sao đâu cô. Cô yên tâm đi. Dạ, ha. Có cái chỗ nó ngủ cho sạch sẽ. Dạ. Để ngồi chỗ trạm xe tôi thích ngủ ở dưới gầm cầu đó chị không có. Dạ ngồi. Con biết chứ, con biết nha. Tại vì con là đi giúp cái trường hợp mấy người này, con biết cái cảnh họ sống như thế nào. Thí dụ những người mà người ta thích sống cái cảnh đó thì người ta cảm thấy không có cực khổ. Còn giống như là Him là vì cái tình trạng bắt buộc nó không có chỗ ở, cho nên ở vậy thì nó cảm thấy nó khó chịu lắm. Bệnh dịch dạ. Coronavirus mà có mướn được phòng, bây giờ bệnh sắp sửa hết thì phải thân tàn ma dại như vậy. Dạ. Nội thấy cái đôi giày của nó mang không thấy không? Đó. Bỏ biết bao nhiêu uổng biết đi mua giày mắc tiền. Nên lúc làm có tiền, lúc có chỗ ăn chỗ ở, lúc có tiền, rồi khi mà bị sập xuống cái rồi cái này cái kia. Dạ. Dạ. Rồi đây. Chưa được không? Kịp khô được không? Ok được. Được hả? Ừ. Trời ơi nói tiếng Việt giỏi quá. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Yeah. Em tên gì? Em tên là Phúc. Em tên Phúc nè, tên Việt Nam là em tên Phúc. Còn em là tên Kiên. Em tên Kiên. Bên đạo Chúa Giêsu hả? Là giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Sao nói tiếng Việt thế thương không? Đã có học cho 20 tháng rồi. Em nhiêu tuổi rồi? Là có 20 tuổi. Em có 20 tuổi thôi hả? Yeah. Em nhiêu tuổi? Là 19 tuổi. Em 19 tuổi. Wow. Yeah. Ba mẹ em là người Mỹ hay Việt Nam? Mỹ thôi. Yeah. Người Mỹ thôi. Chú em người Mỹ hết. Trời hỏi tiếng Việt hiểu chân. Giỏi quá. Dễ thương quá à. Và em ấy chỉ học tiếng Việt cho 3 tháng thôi. Ôi trời, em học tiếng Việt có 3 tháng thôi hả? Dạ, em ấy 3 tháng là em học có 3 tháng thôi. Yeah. Đúng. Nhưng mà em là 20 tháng. Em học 20 tháng luôn. Yeah. Em gần hơn ha. Em nói gần hơn đúng không? Yeah. Ai dạy em vậy? Là chỉ học ở ngoài đường. Em học ở ngoài đường thôi hả? Dạ. Yeah. Trời, em nói tiếng Việt giỏi vậy luôn á. Dạ, yeah, vì wow. Có xíu đỡ của Thượng Đế và Chúa. Vậy hả? Trời yeah. Ơi, dễ thương quá. Vậy là nói tiếng Việt cũng hay hết á. Wow, nói tiếng Việt giỏi quá hả chú? Giỏi. Dễ thương không? Tiếng Việt rất là khó nhưng mà chúng con thực sự được phước. You must get wife Vietnamese. Go ahead. Kìa, yeah. Em có số phone không? Cho chị phone number đi. Số của chú em là 408. Số của... Mà hôm nào á, hôm nào chị hẹn tụi em đi coffee. Chứ là chúng em không uống cà phê. Chúng em không uống cà phê hả? Dạ, và đó một... Something to eat, you want to eat the noodle. Dạ. Chúng em rất thích sinh tố. Thích uống sinh tố, right? Yeah. And then trà sữa. Trong giáo hội của chúng em không thể uống cà phê hoặc là trà hoặc là rượu và cũng không hút thuốc và không dùng ma túy. Wow, very good. Đó là một điều được gọi là lời thông sáng để giúp chúng ta có sức khỏe tốt. Yeah, vì trong giáo hội của chúng em, giáo hội biết
sức khỏe là một điều rất là quan trọng. Vì thường để cho chúng ta thể xác của chúng ta và chúng ta nên like không làm những điều xấu với thể xác của chúng ta. Chúng ta nên like, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Đúng rồi, giỏi lắm. Vô cho mát đứng đi. Đây nắng quá không? Dạ, hôm nay nắng quá. Nắng quá, qua bên kia mát không? Qua kia nói chuyện cũng không? Được. Muốn nói chuyện với chị chút nữa, qua bên kia đứng nha. Dễ thương quá, hai em trai người Mỹ. Cảm ơn chị nhiều lắm. Hai em trai này người Mỹ á, mọi người mà đi giảng về đạo Chúa Giê-xu đó. Mà hai em trai vui ghê vậy, gặp chị Hằng nói chuyện quá trời quá thích luôn. Dạ, và chúng em cũng đi và làm sự phục vụ. Chúng em làm nhiều sự phục vụ ở Second Harvest và cũng Paso là Portuguese Community Center để cho đồ ăn cho những người nghèo. Và chúng em cũng rất thích làm sự phục vụ và có thể giúp những người khác khi họ chuyển nhà. Và cũng làm rất nhiều điều khi có ai cần sự giúp đỡ, và chúng em rất thích. Và cũng có một lớp học tiếng Anh miễn phí mỗi ngày thứ có thứ ba và thứ sáu lúc 7 giờ tối ở 397 Nam McLaughlin Avenue. Đây chú ơi, cho em nó mướn chú, con mướn cho em nó. Em nó là hiền lắm, nó lai thôi chứ mà nó là hiền lắm. Nó nói tiếng Việt, nó nói tiếng Việt giỏi lắm. Vậy tốt quá rồi. Em nó hiền lắm, không có sao hết á. Để nãy với tôi. Dạ. Chứ chú đừng có thấy nó chú tưởng dữ, không có dữ, nó hiền lắm. Nãy giờ nó hỏi rồi, kêu ông bằng gì, nó kêu bằng ông, còn thôi kêu bằng cậu. Đây là mẹ, nhưng mà mẹ của là Him. Em nó tên là Him. Mẹ mà mẹ ở housing chú, không có được ở chung. Dạ. Dạ. Ha. Đi. Rồi đi vô coi phòng đi. Đi vô coi phòng. Nó hiền lắm. Không có sao. Dạ, rồi đi chú dẫn vô nhà đi. Con chơi vậy đi. Đi. Phải có cô đi theo. Dạ con đi vô chứ. Phải có con chứ. Hai cái nghĩ đi vô nhà tôi chơi hoài à. Vậy hả? Dễ thương lắm. Hai Mỹ nó dễ thương quá. Dễ thương lắm. Dạ. Chú cũng buồn ha, thành ra là dẫn mấy thằng đó vô chơi. Cho làm nhà báo qua gì? Con hả? Dạ. Con làm nhà báo. Báo nào vậy? Dạ nói giỡn chứ con phải nhà báo, con đi giúp vậy thôi, con làm từ thiện thôi chú. À từ thiện hả? Dạ. Thì cũng tốt con quá. Đi giúp vậy. Đúng. Dạ ai những cái hoàn cảnh khó khăn gặp cái gì vậy đó vậy thì con giúp. Dạ. À, tốt lắm. Dạ. Tốt lắm. Rồi em trai này á thì tại vì kiếm việc làm cũng gần đây cho nên nếu ở đây á thì đi bộ cũng được vậy đó chú. Vậy hả? Khỏi cần lấy xe. Dạ. À. Chú ở mình chú hả? Cậu ở mình cậu hay không? Cậu ở mình cậu hả? Dạ ở mình em trai thôi hả? Dạ ở chú quá sướng rồi. Chú ở mình chú luôn hả? Cũng mình chú luôn. Trời có mình chú luôn, ghê như mình em trai luôn, sướng quá, hai chú cháu ở. Nghe em ở với chú luôn, có mình anh chú ở kìa em. Sướng không? Mình anh chú ở luôn. Rồi mình chú ở luôn. Vậy là rồi em ra lucky rồi em ơi. Là thêm bữa nay là lucky rồi đó nha. Lucky lắm à. Lucky lắm luôn à, chú thương người lắm luôn chú Năm á. Chú Năm á. Cuộc đời ba chìm bảy nổi, thành ra ta thấy mọi người đều thông cảm á. Ồ chú hả, chú cũng ba chìm bảy nổi luôn á chú. Bà xã ba ở này nè. Ồ vậy hả? À, bà dập cầm giận chú. Chú ở ghiền luôn. Thôi, để cho bà ở. Còn chú ở ghiền luôn, bà ở ghiền luôn. Quẹo trái. Rồi, quẹo trái. Ở đây hả chú? Trời ơi, tới rồi đây nè. Rồi vậy là sướng rồi Rahim ơi. Rồi Rahim bữa nay là có chỗ ở với chú Năm là sướng rồi nè. Vô đây cưng. Được rồi. Sướng rồi. Vui vẻ rồi. Vui vẻ rồi. Ok. Cảm ơn. Trời ơi hai chú cháu ở vậy là vui rồi. Bật đèn không chú? Bật đèn sáng sáng rồi lên coi ha. Mở đèn. Trời ơi, đừng có lo. Mở đèn, đừng có lo. Lột dây ra rồi em. Đi vô coi phòng nào đó chú? Vô coi phòng. Trời, chú Năm dễ thương không? Rồi vô coi phòng đi rồi em ơi. Trời ơi, nè rồi em, cái phòng ngon lành cưng. Tuyệt không? Kìa, vô coi đi. Bước vô, bước vô. Có cái này không? Không có hả? Nó không có. Nó không hả? Ok rồi. Lấy cái này ngủ. Lấy nó ngủ luôn. Có ga nệm con, nhà con ga nệm mới tin có nhóc luôn. Vô đây coi rồi em. Trời ơi nè, có tủ closet luôn nè. Trời ơi, có tủ nữa nè. Đó.
Hết đồ for you. Ờ, cái phòng ngon lành luôn rồi. Ngon lành đâu, good không? Có cái gì, ok, dạ, yeah, very good. Có gì má đem cái mền lại với tấm ra. Không sao đâu, nhà con nhiều lắm. Đồ từ thiện mền ra mới tinh cái gì có hết. Okay. Không sao cô. Miễn có cái chỗ đặng nó đi làm về chung vô. Dạ, yeah, không sao. Rồi, bà em là ok rồi đó, là em cầm này đi bà em. Rồi bây giờ nói nè, cô chú, giá phòng nhiêu chú? Dạ, tội nghiệp nó, giúp nó chưa có việc làm. Mà giờ con kiếm việc làm cho nó rồi. Tội nghiệp không? Dạ, nhưng mà dạ, tiền không sao đâu, chú đừng có lo. Dạ, chú cũng phải đóng nặng mà trước chứ. Con đóng. Ờ, đi có tự biết đâu trời. Ờ, không có, đừng không đi có tự. Nắm con chịu nhiệm. Dạ. Nắm con. À hả? Dạ. Rồi vậy như, tháng như chú? Thì 500 là tình ở đây là 750 không đó. À, phòng ngon lành quá mà ở phía sau coi như giờ là 500 đúng không? 500 là rẻ đó. Okay, có giặt không? Đó. Có giặt cho thằng nhỏ không? Hả? Có giặt đồ không? Giặt đồ hả? Dạ. Giặt đồ chú, giặt đồ ở nhà không à? Có mình chú. Thì có cho nó giặt không á? Cho. Cho là được rồi. Có cho giặt đồ rồi em. Mày giặt rồi đem cho phơi. Rồi cho giặt là được rồi. Chú cũng giặt bằng tay vậy? Em quá xin. Em quá. Con không có, thì ngoài kia có mấy cái chỗ đó con. Tiệm ở đây em kéo ra em giật cảnh sát bên đây rồi. Rồi thôi tắt cái này đi, quay chi vậy? Để người ta thương mình. Nha. Chú biết không, thì bây giờ cái gì nè, nó cũng không có đồ gì hết trơn, kiểu quần áo thôi phải không rồi em? Dạ, có quần áo. Có cái ba lô này thôi hả? Không, ở nhà còn có gì cô. Rồi con chạy xe không, con chạy xe chú chở lên đi, khỏi mất công cô chở xe lên. Hồi con với nó đi lấy. Rồi nếu mà lấy mền gói nhà con có hết á, chạy con chở về nhà con lấy mền gói áo nệm gì ra cho nó cũng được. Nó cũng còn đồ đặng ta kêu đi làm có đủ đồ. Ok vậy thôi thì đi chở đồ luôn ha. Không biết có mướn được không, coi nó có cái phòng này cái. Rồi cô thấy ngon lành chưa cô? Ngon lành ghê không? Bây giờ là có chỗ ăn chỗ ngủ cho nó yên lành rồi ha. Yên lành rồi đó. Mừng rồi ha. Hết cái khóc rồi ha. Vậy nói với mẹ yên tâm đi là em. Tại vì cái chỗ của tôi ở đó, người ta không có housing của chính phủ. Không có được, con không có được lại ở. Biết không, trong lúc nó đang thất nghiệp, chứ mỗi lần nó có nhà có cửa, bây giờ xa cơ thất thế. Nó thất nghiệp ở chú. Giờ cô đứng ra cô lo rồi hả? Con trả tiền cô, chú đừng lo. Bây giờ trả trước đầu tháng. Ha, trả trước đầu tháng, tháng đưa 500 đúng không? Cứ đầu tháng là trả tiền. Vậy đó. Trả tiền là đầu tháng, đúng rồi. Không có sao. Cũng như bữa nay 25 giờ tháng này đầu tháng là cho 5 ngày, cũng như cho 5 chú ngày. Chú biết chú tâm trí để chú nói chuyện với bà xã chú đó cho nó ổn phải không? Không ha, đâu cần viết tấm giấy thì nó có ID nè, chú copy ID nó lại là được rồi. Dạ, giống như giờ chú cho muốn phòng, chú copy ID của đang người biết gì hết đó đâu, còn con này có hứa trả tiền. Con hứa trả tiền, miễn sao giờ con trả tiền cho chú đầu tháng này. Rồi tháng sau, ví dụ nó có đi làm đó, là bắt đầu nó có tiền nó trả cho chú cứ đầu tháng nha, rồi em. Dạ, đầu là first number one. Ha, cho nên là nó đưa ID cho chú copy cái ID lại, hoặc là chú chụp hình vô cái phone. Ha, vậy bây giờ thôi con trả tiền lấy phòng luôn ha. Chịu đi về chở bây giờ không? Đặng về chở đồ. Ok. Ok, rồi. Bây giờ trả tiền luôn nè. Vậy mỗi tháng cháu là cháu trả phải không? Không sao, ra em trả cũng được mà miễn đầu tháng là trả tiền rồi cho chú. Nhưng mà không sao, có cái gì chú gọi cho con. Cháu cho chú cái địa chỉ của cháu đó. Rồi cho số phone luôn, số phone của con chú gọi con là được rồi. Ha, chú gọi con là được rồi, con có lưu đây chú Năm. Rồi chú cứ lưu tên của con là Hằng Kali. Rồi. Ha. Chú có gì chú lên YouTube của con chú coi Hằng Kali rồi biết rồi. Chịu trách nhiệm phải không? Con chịu trách nhiệm. Rồi, không có okay, sao, nó rất là hiền, nó không có làm gì hết trơn á. Cho dù nó không ở thì trả phòng trả tiền đàng hoàng chứ không có làm gì chú hết. Rồi. Không có làm gì chú hết phải không rồi em? Ha cưng, nói cho chú biết đi để chị nói không? Thì tốt rồi, đàng hoàng vậy là nó ok, có người guarantee rồi, bảo đảm rồi, good rồi. Thuyết pháp. Dạ tiếng Pháp, đây nè, tiếng Pháp một cuốn sanh bên Pháp. Bạc Lê Phan Xê hả? Bạc Lê Phan Xê, monsieur. Chú nói tiếng Pháp kìa. Je suis français. Un peu. Un petit peu. Un petit peu. Lộn con chàng nghe nói đi kìa, em nói với chú đi cho bà con nhìn cái mặt đẹp trai. Je suis français. Je suis français, anh. Đó, rồi em nói tiếng Pháp giỏi lắm chú. Nó sanh bên Pháp chú. Nên là nó tốt, nó nói vào hậu chú, chứ đâu có nói được nhiều đâu. Bonjour, monsieur, je suis français. Không, không, không. Cái xếp đâu mua to. Nói cầm xí cầm xá cầu đá mãi dòng. Là gì?
quê mấy người. Ồ, vậy hả? Dạ, yeah, nó hiền lắm chú, không có sao. Ha, không có sao đâu, tôi thấy tôi biết mà. Dạ, nó hiền, con biết mà, không có sao cho nên chú đừng sợ. Ok, bây giờ nè, con trả tiền cho chú là 500. Thì giờ vậy. Dạ, viết cho chú Tâm Di, thấy không? À, bây giờ viết gì, chú muốn con viết gì? Cháu thuê phòng này, cháu chịu trách nhiệm, thấy không? Cháu thuê phòng này cho cháu này nó ở, thấy không? Rồi mỗi tháng cháu lại cháu đưa cho chú, vậy là được rồi. Không, bây giờ không phải là mỗi tháng con đưa, nhưng mà thí dụ sau đó nó con thì con bận rất nhiều việc, mà miễn chú điện cho con là được rồi. Cho dù đầu tháng con nhắc nó đưa tiền cho chú, nhưng mà tháng này thì con đưa tiền, tại vì tháng này là con đem vô nó mướn, tháng này con đưa. Nhưng mà chắc chắn là có gì chú cứ gọi cho con, không có giật tiền chú đâu, chú đừng sợ. Con bảo đảm có 500 tháng à, nó đi làm dư sức có tiền nó trả. Chú còn nghèo nó nữa. Con biết, con biết chú không có thể nào, tại vì tụi con thì giúp rất là nhiều người. Nếu chú lên coi thằng Kali là chú biết, con giúp rất là nhiều người. Thì hiện tại con đang giúp cho nó công ăn việc làm. Thì cái trả tiền nhà này đó, thì đầu tháng này con trả. Nhưng mà nếu tháng sau nó chưa có việc làm, con cũng hét nó trả được cho một tháng sau nữa. Rồi tiếp tục đó, nó con kiếm việc làm cho nó chắc chắn là có. Cho nên chú yên tâm. Con chịu trách nhiệm. Con chịu trách nhiệm. Rồi, cho nên biết là chú Tâm Di rồi. Rồi vậy là chú yên. Phải có người một ba mặt một lời hỏi lương là 500 lương tiền điện nước. Đúng rồi, 500 editing cô. Ok, lấy 500 thôi tụi nghe. Đúng rồi, ai cũng xe phòng editing là như vậy. Không sao đâu. Dạ. Nó hiền lắm mà nó bị sa cơ thất thế, nó không có việc, nó bị mất việc làm trong cái mùa Covid thôi. Còn bây giờ kiếm việc làm lại là tiếng Pháp nó cũng giỏi, tiếng Việt, tiếng Anh nó quá giỏi luôn rồi. Làm sao nó kiếm không được việc làm. Nó qua đây 24 năm rồi, nó bên Pháp, sanh bên Pháp, nó qua đây 24 năm, tiếng Anh một bụng rồi. Dạ, cho nên con kiếm việc làm cho nó được. Chú yên tâm đi, không có sao, tiền trả tiền phòng là dư sức. Ha. Vậy thôi ha. Cho nên bây giờ thôi ra đây con trả tiền phòng cho chú và chú chụp hình cái ID của nó lại. Chú chụp hình giấy tờ ID của nó là có gì là chú biết. Nhưng mà cháu qua cháu rồi cháu phải. Đúng, con trả tiền không sao. Tâm Trí ờ. Giờ chú muốn con viết cái gì? Cho chú yên chí. Chú muốn con viết cái gì? Nói đi. Con là tên đây là Lê Thị Lan hay gì đó. Có mướn phòng giùm cho Rahim. Cho cái cậu này ở. Trả tiền phòng đầy đủ. Trả phòng đầy đủ thì chịu trách nhiệm. Vậy là hay rồi. À, thì bây mấy tháng nay có đến nhà của ông ở. I just need his name. Ở trong này cô này Việt Nam. Cô chú tên gì? Chú Năm đấy ha. Chú Năm. Chú Năm thì đây gọi là anh cô. Anh cô đi. Tên gì thôi chú? I write my name down here. Trời, ở đây là có hai chú cháu là ngon rồi ha cô. Hai người single, bên Pháp, bên Pháp kêu là celibate. Rahim ơi, ở đây với chú là thấy yên ổn, không có ai chơi người đó là Rahim. Bronson Nam Đông. Bronson. Rồi ghi y vậy đi. Bronson? Hả? Like Charles Bronson? Yeah, Bronson. Là cái ông mà I'm mới sick thích, cái ông Charles Bronson. Cái ông mà mới thích đóng phim á, đóng phim Charles Bronson. Ờ, vậy đó hả? Cái ông người Mỹ mà đóng phim đó, mà giờ đi chết rồi. Ông Sạc Bronson đó. Biết không? Con biết, con không có coi. Ở đây kêu Sạc Bronson bên Pháp, ở đây kêu bằng Chao bên Pháp, kêu bằng Sạc, Bronson. Vậy hả? Mỗi lần có Hương cái ông đó, cái cô ngồi tới khuya cô. Cái chữ đó là cái chữ Hương đó hả? Hỏi ai kìa, rồi em hỏi cô gì kìa. Cái chữ là cái chữ Hương đó hả? Dương á, Dương đi á. D-U-O-N-G. Chữ V á hả? Đi okay. D-U-O-N-G. Nó không biết gì. Okay. Nó không biết gì. Mà nó biết nói tiếng Việt Nam. Okay, bỏ nước mắm. Đó có sao đâu. Chị bỏ nước mắm sao? Chị dẫn rồi em đi ăn món Việt Nam ha. Okay, ăn mắm ha. Con viết cho tôi mấy chữ ra rồi đi. Dạ, còn thôi con viết. Lê Tiên Lan. Rồi bắt đầu ngày hôm nay tôi giúp cậu này. Để thuê cái phòng này. Okay. Nếu mà cậu này có cái chuyện gì xảy ra thì tôi chịu trách nhiệm vậy đó. Dạ. Tốt rồi. Vậy thôi. Dạ. Cho tôi yên. Yên bụng. Lớn. Phải không? Đúng rồi. Lạ mình cũng sợ. Đúng rồi. Nó kỳ khôi cái là kẹt lắm á. Tội nghiệp chú già người ta nhốt chú sợ lắm. Nó không có nhốt đâu, đâu có đâu. Nó buồn đúng. Tại vì mất chỗ làm rồi, con không có được gặp con thì nó buồn. Bởi vậy giờ cô này hứa giúp nó đi cho có chỗ làm quá. Nó tối bay vô ngủ xong cái tới giờ tắm rửa đi làm vậy thôi, nó chỉ cần biết vậy thôi Ở đây đàng hoàng hiền nữa, không có xí xù xí xào, không có nhậu nhẹt. Chú
I want you to read it because. Rahim viết rồi nè, nè chú coi đi. I want to make sure. Biết viết gì cái thế chứ anh. No, it's English. Anh được cho con nổi. It's English. Ok, cô viết đi cô. À, cô là mẹ của Rahim, cô viết được đó. Hả? Ok, để con viết ra. Ờ, viết đi, cháu viết đi. Trời ơi, năm giờ ba chú bắt chú Nam bắt buộc chị viết đó thấy không Rahim, cho nên Rahim ráng cố gắng sao đừng để cho chị Hằng bị chú Nam là chửi chị Hằng nha. Chú Nam chửi chị Hằng ấy nghe rồi. Bây giờ vậy nè, con chỉ viết mấy câu, con là tên Hằng, con mướn, con có đứng ra mướn cái phòng này cho Rahim. Thì khi con chỉ ghi là khi đầu tháng thì trả tiền đầy đủ, mà trước khi ra đi thì phải báo và trả tiền cho chú đầy đủ chứ không có quỵt tiền phòng, quỵt tiền phép. Đúng, rồi cháu viết vô đi rồi. À ok rồi. Tôi đứng lên đây, tôi đứng lên đây, dưới đây là gì? À hả? Dạ dạ. Bắt đầu ngày hôm nay. À hả? À, tôi có thấy cái này Rahim cưng ký tên đi Rahim, sai tên cho Nam. Lấy số ID nó viết vô. Không, không ghi số ID, chú chụp hình ID nhỏ đi, đừng ghi. Chú chụp hình vô cái phone chú. Để đây con chụp cho. Là chú giữ trong đó cái ID của nó rồi. Ừ. Thông cảm, ông chú ông già rồi, ông sợ rồi Rahim ơi. Ông sợ. Dạ, ông chú ông lớn tuổi rồi, ông sợ. Rồi, hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày mấy? 25 tháng 6 ha. Tháng 6 nè, ngày 25 nè. 2021 ha. Rồi. Tôi là Hằng Tạ ha. Tôi là Hằng Tạ nè. Tôi có mướn phòng cho Rahim. Đó. Rồi, thuê phòng. Cho Rahim. Giá phòng là 500 hả chú? Giá phòng 500. $500. Cho một tháng, mỗi tháng à hả? Và trả tiền phòng đầu tháng. Mỗi đầu tháng là trả tiền phòng. Dạ. Thì chú và Bram Song Nam Dương đầy đủ. Dạ. Trả tiền phòng đầu tháng. Cho chú tên gì qua nè. Chú gì chú? Chú Nam Dương đi. Chú Nam Dương đi ha. Chú Nam Dương đầy đủ. Và trước khi chuẩn bị đi thì phải báo trước phải không? Đầy đủ. Nếu như có đi thì phải trả tiền phòng đầy đủ và báo trước. Đúng. Nếu không ở nữa. Phải vậy đó. Vậy đó. Nếu không ở nữa. Chuyện mình cậu ở rồi phải không? Mình thôi. Thì trả tiền phòng đầy đủ và báo trước ha. Đầy đủ. Không sao, tôi vô ở 3 tháng cũng được, mà 2 tháng cũng được, dạ. 7 tháng cũng được, hiểu không? Dạ, phải báo trước, một tháng ha, phải không? Có cần rồi. Báo trước 1 tháng không? Đúng, báo trước càng tốt. Dạ, ok, rồi vậy là được rồi, rồi con ký tên ha. Rồi ký tên, Hằng Tạ, ok. Vậy con viết số điện thoại con vô đi, có gì? Rồi, số điện thoại luôn, 408-206-1934. Rồi. Thấy số điện thoại này của cô là phải không? Số điện thoại của con gọi chú là số con luôn á. 408-206-1934. 1934 hả? Rồi. Gọi cho con là chắc ăn rồi. Con tên là Hằng Tạ hả? Hằng Tạ. Bây giờ cô chú đi lên trên YouTube Hằng Kali á. Con ở trên đó cả thế giới lận, chứ không phải ở đây mình lên. Chú đừng có lo là tiền phòng 500 giật. Ai cũng biết con là ai hết á. Ha. Cho nên chú yên tâm rồi Rahim, ở đây yên tâm đi. Rồi Rahim ở đây, chú nãy giờ là chú nói vậy đó, gắn hay rồi Rahim? Dạ. Gắn nghe lời chú rồi, có gì phải báo với chị, có gì phải nói với chị ha. Dạ. Đừng có để chị mất uy tín, ok? Dạ, em sẽ đi làm. Em sẽ đi làm. Em còn có một cái là đi làm. Lột khẩu trang ra đi. Một cái chỗ ngủ. Chị kiếm chỗ làm cho em. Dạ. Chắc chắn là chị kiếm chỗ làm cho em có. Cảm ơn chị nhiều. Ha. Rồi tạm thời đây thì trong lúc chờ việc làm thì cứ ở nhà với chú, ngày nào chị có đi đâu thì chị kêu đi với chị.
đi làm với chị. Dạ, ăn uống rồi làm sao nó nấu ra là sao? Nó thí dụ như nó ăn, mua nó ra đây rồi. Gần chợ nó ra nó mua. Bên đây có ăn. Bán nè, bánh mì đủ thứ đó. Bánh mì đồ ăn đủ thứ đây mà. Muốn ăn cái gì gần ăn. Gần đây nè. Là quá gần đồ ăn rồi. Em muốn ăn cơm tương gô quê hương bên đó, em qua em chỉ mỗi món đồ ăn mỗi ăn ngày em ăn 10 đồng là đủ rồi. Cơm chỉ đồ ăn Việt Nam bên đó nhiều lắm. Ha, food to go á. Đó cho nên nó ở ngay đây là đồ ăn rất là tiện. Như tôi ra ngoài tôi mua đồ ăn nè, thấy không? À đây. Đó chú cũng mua đồ ăn kìa. Mà nghe. Yeah. Cho nên nó thì vậy thì được rồi đó. Ở ngay được chỗ này cũng mừng cho nó tại nó không có xa. Đó chú cũng ăn food to go luôn hả? Nè, cũng food to go cũng mua đồ ăn về ăn nè. Thấy không? Đó, rồi mua dịch quay kìa. Giờ nấu đồ cơm lên. Đúng rồi, ngoài này cũng có dịch quay đó rồi em, dịch quay heo quay. Có dịch rồi thí dụ giờ bắt ra nồi cơm ở nhà đó thì Hùng với chú bắt nồi cơm. Đó có gì đó mua bao gạo 20 đồng thôi là bỏ đây rồi Hùng với chú bắt nồi cơm. Rồi cái gạo rồi đó mua đồ ăn. À hả? Dạ. Dạ. Dễ. Dạ. Dạ. Cắt này đó mỗi người phân nửa. Chạy về cho hai khách vô hết thì. Dạ, thôi được rồi chú, cảm ơn chú. Chú đem về hấu lại mời kìa, đó. Ai đó, bà già đâu mất rồi. Cô ra ngoài nói chuyện phone rồi. Đó. Rồi cho nên bây giờ là... Bà nãy đâu rồi? Cô ra ngoài rồi. Dạ, yeah, tôi nghiệp quá. Nên tôi cắt này người ăn rồi, hết nè. Đó, chú vui vẻ đó rồi em. Ok. Ha. Rồi. Thấy không? Nó lấy dưa hấu ra cắt này kìa, cắt mời kìa. Có cái bọc sao cắt? Dạ, dạ. Chắc là có thể quay. Rồi, hay không? Dạ, không chút bàn ha. Rồi, mời. Bự quá sao cắt. Lấy cái muỗng cắt không? Cắt lại kìa em, cắt nhỏ nhỏ lại kìa em, cho em cắt kìa. Lấy cái muỗng múc hả? Cảm ơn chị. Ok em. This is for him. Đưa cho chú á, hả? Cho chú giữ cái đó đó. Dạ. Yeah. Rồi để chị trả tiền cho chú nè, rồi... Ở dưới ra đi. Hiếu khắc quá chú ơi. Không có gì, chú thật thà lắm, thiệt tình lắm. Hiếu thật thà, chú hiếu khắc nè. Mới em biết nhau, lấy muỗng muốn ăn đi rồi em. Muốn ăn đi rồi. Quét ít. Okay. Nó nói tiếng Việt gành lắm á, chú nói tiếng Việt như đó, giống hai Mỹ trắng nãy cũng nói tiếng Việt vậy đó. Biết tiếng Việt giỏi quá. Dạ biết. Biết hả? Nó nói tiếng Việt giỏi giống như hai Mỹ trắng nãy vậy đó. Vậy hả? Dạ. Chắc mẹ anh là Việt Nam phải không? Mẹ Việt Nam, mẹ đó. Mẹ đó hả? Mẹ đó. Mẹ đây hả? Mẹ đó, mẹ đó. Mẹ có đời em đó. Hay quá ha. Thỉnh thoảng thì cái gì mẹ đời em có tới lại thăm chút hay là gì vậy đó. Nó biết tiếng Việt dễ nói chuyện. Nó nói tiếng Việt gành lắm. Nó giỏi không? Cảm ơn. Nói tiếng Việt với chú đi để chú yên tâm là em biết nói tiếng Việt kìa. Mẹ cứ nói thế này nè, chú nghe chú thích nè. Chú Yên Chí, con có chơi với người Việt Nam nhiều. Dạ. Con biết Việt Nam, thấy không? Con chú đừng có lo, mày nói về tao phái. Tức là mày nhỏ mà mày hiểu. Bây giờ em nói chú đi. Nói chú đừng có lo con. Nói chú là thì em sanh đổi bên Pháp. Biết nói Việt Nam. Mà giống như là... Mày nói tiếng Pháp là sao tao biết? Mở bên Pháp qua hả? Mở bên Pháp qua. Còn ba đi hả? Nó đẻ bên Pháp. Nó đẻ bên Pháp nhưng nó qua đây mấy chục năm rồi, hai mấy năm rồi. Tôi có qua Pháp chơi mà. Vậy hả? Tôi có đi chơi rồi. Tôi có qua Pháp chơi rồi. Dạ. Không, nó có ở bên Pháp. Cái văn hóa của Pháp cũng hay lắm à. Người Pháp hay lắm à. Cảm ơn anh. Đi chơi nào mà quanh á. Kiên nào mà quanh á. Người Pháp á, chịu chơi lắm à, không phải như Mỹ đâu. Phải nói thật đó. Mỹ nó đi chơi khác, người Pháp đi chơi khác. Người chơi, người Pháp đó, đi chơi sang lắm. Mặc dầu lương ít kẹo. Chơi sang. Có không rồi em? Chơi là lãnh lương xong rồi chơi vài ngày hết rồi đáng chịu. Có không rồi em? Người Pháp chơi sang lắm có không? Dạ. Có kìa. Chơi sang lắm à. Không phải như người Mỹ đâu. Chơi sang lắm đó, biết không rồi em? Bên Mỹ nó... Hồi xưa tôi đi lính Pháp mà, nói nó biết đi. Chú có đi lính Pháp mà, hỏi Việt Nam á. Chả biết giờ chú bao nhiêu tuổi không? Nhiêu chú? 91 tuổi rồi đó. Vậy vậy? Không có nói lâu á. Vậy chú cho coi cái 91 tuổi. Sao chú khỏe mạnh mà trẻ quá vậy? Thiệt hả? Chú như là chú không thấy cái gì đó. Chú ơi, con tưởng chú chừng 70 tuổi thôi á. Chú trẻ trước 20 tuổi mà. Trời, chú 91 tuổi kìa rồi em. Dạ. Nay đi quan chưa? Oh my God. Thiệt hả? Nó láo làm cái gì? Oh my God. Trời ơi, sao chú trẻ dữ vậy? Con tưởng chú cỡ 70 tuổi hả chú? Trời ơi. You said the same thing about me. Oh yeah. You know, you didn't think of my age. Oh yeah.
Wow. Nó có con 16 tuổi. Cô, chú 91 tuổi gì trẻ dữ con. Cái ID nè, nay xin thứ đi nè. Ôi trời ơi, chú ơi, sao trẻ dữ vậy? Gì 91 tuổi trời. Dễ dễ sợ luôn, mày xem ba bố ship xa. Trời ơi. Khỏe. Không có gì. Wow, thiệt luôn, con tưởng thôi chú. Tưởng đâu chừng 7 mấy, là 70 lần. Con nãy con tưởng chừng 70. 6 mấy, 70. Con tưởng cỡ 70. Ôi trời ơi, trẻ. Ăn thua mình mà. Đó, đúng rồi, ăn thua mình vui vẻ thì người mình sẽ trẻ. Đúng vui rồi. Vẻ tập thể dục. Tập thể dục. Exercise. Đó, cho nên vui vẻ ha rồi em. Cho dù cuộc đời như thế nào cũng không có phải là đường cùng. Ha, gắng vui vẻ lên, thấy chú vui vẻ, 91 tuổi mà trẻ dữ. Đâu có ai 91 tuổi mà vậy đâu. Trẻ dễ sợ. Wow, trẻ dễ sợ luôn. I'm so shy. Trai đi, trai mày trai, em chưa trai. Nó mới cỡ, chưa có vợ mà. Vậy có vợ có con đấy. Có hai đứa con 16 tuổi gì đó. Vậy có hai con 16 tuổi hả? Dạ. Vậy là con bốn mấy rồi, 40 rồi. 40 rồi. Dạ. Biết rồi, nghe được rồi. 39. 39. Trời, người ta 39 rồi, đừng có nói 40. Người ta 39, nó 39. Hả? Dạ. Hiểu rồi. Đó, viết miếng giấy rồi là chú bỏ cái miếng giấy vô túi là an tâm rồi đúng không? Viết viết cho có à, cho mình à. Kìa chú muốn chụp hình cái ID của Đại Hiêm lại không kìa? Ờ chụp hình rồi thôi. Ai đưa chú cái ID cho chú chụp hình đi rồi em. Làm sao chụp? Chú có phone không, đưa con chụp cho. Đây nè, phone là chụp hình phone. Trời ơi chú. Đây con lấy tiền phòng nè, con đưa cho chú nè. Em ạ. Ông Năm phải sợ là lẽ dĩ nhiên, tại vì ông Năm lớn tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Nó thì con hiểu, this is my information, so... ID chứ không phải cái ID. Cái đó ID. It's okay, ID. Yula hả? Yula tên là Rahim. Rahim Yula hả là cái họ. Rồi chú chụp đi, cái phone chụp mở được không? Chụp đi, chú làm chậm chạp lắm. Ủa sao hình ai hôm nay đẹp quá vậy? Ủa chú có khóa mật mã sao con biết được mở? Ủa hình đó là hình con chú, ủa cháu chú hả? Cháu. Ờ cháu. Rồi đây, có cái máy chụp hình đâu? Đây nè, chụp hình đây. Đó, chụp là giữ lại là được rồi. Rồi, để sát rồi rõ ràng á. Rồi chú qua, rồi chú lật cái phía sau lại đi con chụp cho. Gái này giỏi ghê nè. Trời ơi. Rồi để chú. Để sao thấy rồi. Chữ rõ không? Rõ, rõ luôn, rõ lắm luôn. Nghe rồi em cắt đi rồi em. Rồi 500 tiền phòng nè chú ơi, con gửi chú 500 rồi. Tiền phòng của rồi em đầu tháng hôm nay mấy tay? 25 thôi cho nó. Con viết coi viết mấy tay chưa? Bữa nay 25. Ờ nè chú, 25 thì thôi cứ 25 tháng sau mình gửi tiền vậy đi. Ờ 25 đi. Ha, 25 tháng sau mình gửi tiền ha rồi em, cho đúng tháng vậy đó. Thì 25 tới 25. Ok, 25 tháng sau. Ha. Rồi thì đây á rồi em, chị cũng có để mà nhưng mà chị về để chị tổng kết là cái tiền của cộng đồng mạng cho rồi em được nhiêu. Thì chị mai mốt thì khi chị đọc tên chị trừ ra cái tiền hôm nay chị đưa tiền phòng 500 ha. Hiểu dạ. Không? Trừ à, hiểu chưa? Biết trừ không? Quý không biết trừ. Ờ mai nịch đó. Biết mà. Dạ, yeah, ok, tại vì hôm nay chị chưa có coi lại là số tiền người cho em chút xíu được nhiêu á. Thì đây chị ứng ra trước 500 để chị trả tiền phòng đầu tháng cho Rahim trước. Rồi sau đó về chị coi cộng nhiêu rồi bữa hai bữa nữa cái chị gặp Rahim. Rồi chị coi tiền nhiêu chị trao cho Rahim để dành Rahim sinh sống mỗi ngày. Ha? Trong lúc chờ, trong lúc chờ đợi kiếm việc làm. Trong lúc chờ đợi kiếm việc làm. Dạ. Còn hả xài hết thì ráng. Ở đây á chú biết không? Tại vì cộng đồng mạng giúp Rahim con là làm những cái việc mà thiện nguyện á. Thì cộng đồng mạng cũng giúp cho Rahim cho nên á chú đừng có lo là nó làm cái gì, không có làm cái gì đâu, nó rất là hiền. Cho nên dạ, ăn uống rồi là ăn uống rồi. Nó cứ đi mua đồ ăn không sao đâu. Dạ. Yeah. Mua đồ ăn cũng thôi. Ở đây nó nấu mì dễ ăn. Bà là má nó mà hả? Dạ. Má nó với lại á không sao, nhà con đồ ăn từ thiện nhiều lắm, con sẽ đem mì gói rồi các thứ đây nó có cũng được đó, giúp đỡ nó cho nó có ăn nó uống. Dạ không có sao, thì con sẽ lấy mấy cái đồ ăn đó thì nó ăn rồi nó có tiền nó thích ra ngoài nó ăn cái gì cơm chỉ, tu go vậy đó thì nó ăn ở ngoài này. Hoặc là mua bao gạo rồi Hùng với chú bắt nồi cơm rồi nó ra đó nó mua đồ ăn về nó ăn. Thôi, cũng được để nó chúng nó đưa nồi cho nó nấu ăn cũng được. Ờ đó, đó có đó. Nấu rồi thì biết nấu cơm không rồi em? Ờ đó. Biết chứ. Bắt nồi cơm điện lên đi mua đồ ăn về ăn. Biết nói tiếng Việt là nó khôn rồi.
Gia đình nói tiếng Việt Nam ai? Nó nói tiếng Việt giỏi lắm mà chú. Ông nói là biết nói tiếng Việt là khôn. Không phải khôn, không phải khôn. Tại gia đình ở nhà ai cũng nói tiếng Việt Nam. Anh hai, chị ba nó nói thứ 8. Ai cũng nói tiếng Việt. Tất nhiên nó phải nói tiếng Việt Nam. Mỗi ngày nó ăn đồ nó phải bỏ nước mắm thì tất nhiên. Nhưng mà phải chỉ nó biết tiếng Việt đó. Phải chỉ đi ăn uống này kia kia nọ. Nói chuyện đúng rồi. Nó khôn hơn người Mỹ bên này. Nó biết nhiều hơn. Trường hợp nào nó cũng ok hết đó. Mà kìa, con phải ráng nghe lời ông Năm. Ông Năm nói gì con phải nghe lời. Với ráng đi kiếm chỗ làm. Ông rồi chỗ làm thì để chị Hằng. Tôi hồi nhỏ đó, chị biết không? Tôi 15, 16 tôi chơi toàn 30 mấy tuổi không à. Bạn tôi á, mấy người chị tôi hết hồn mà. Sao mày chơi người nào cũng lớn hơn tao không à. Chị biết tôi nói sao không? Tôi nhỏ tôi ngu. Cái gì tôi nói không được, con không làm cái đó được. Không dám đâu. Không dám, đúng rồi. Bởi con phải nghe lời ông Nam. Ông Nam nói gì con phải nghe lời, nghe chưa? Rồi. Rồi rồi em ngoan mà. Rồi em ngoan mà. Cũng có chỗ ở chung vô tắm chung vô ngủ cái từ từ kiếm có chỗ làm cái đi làm về mệt tối bay lên ngủ sáng đi cái riết cái hết buồn đúng cái rồi bắt đầu mình ngóc cái đầu trở lên bây giờ còn buồn không cháu ngoại cháu nội nè bây giờ cũng buồn hết rồi em nội buồn phải không pha. Buồn rồi, là nhớ con phải không thì giờ mai mốt có việc làm rồi một chút thôi chừng nào nó 18 tuổi tự automatic mang nó đi kiếm mình đúng rồi không khi có việc làm đúng rồi con hiểu rồi mà con có nghĩ vậy con có nghĩ thôi giờ bỏ cái vụ con qua bên đi bây giờ rồi chưa xong chưa nó buồn vụ con thôi đừng nhắc tới nhắc tới nó buồn bây giờ thôi thì đi về nó đây nó cũng buồn lắm tội nghiệp không ở đây chắc buồn á nhưng mà kiếm có chỗ sao đâu cái đi làm về mệt bay vô ngủ có nhạc xong. Nghe nhạc được rồi nghe nhạc được rồi mày biết tiếng Việt Nam giỏi phải không dạ nghe nhạc Trường Vũ luôn kìa mày người mà người biết tiếng Việt Nam là mày khôn rồi đi con mắt mày thấy cái trò chứ cái đầu mày biết cảm ơn hiểu không cảm ơn ông Nam không bao giờ đánh lộn với ai no người ta có ăn hiếp mình sao ba cười thôi bỏ qua đi đừng có giận nó tôi nói đó đúng không đúng rồi chú đừng có giận nó không có coi cho như nó ai nói hơn mình một tiếng mình nhịn đi nhịn ta đi nhịn lại em chị chính câu lành câu nhịn chính câu lành đúng không thành thử ra đừng có bao giờ ra ngoài đường làm rộn hay quấn lộn nhiều khi nó thấy mày đen nó nói không tốt mày cười thôi ông trời đã sắp đặt tôi đen rồi, đừng có chê tôi đen tội nghiệp bây giờ đi ra đường nghe người Việt mà người ta tưởng đâu là không phải người Việt cái người ta nói lén mình cái mình lên tiếng mình nói lại nói tôi người Việt Nam tôi đen là ông trời đã định tôi đen rồi đừng có chê tôi tội nghiệp tôi nói vậy người đâu ta thương đâu có sao đen người ta có đẹp trai của cái đen chứ đâu phải là nói ai đen là nhiều người mất dạy đó nó nói nghe không lọt lỗ tai đó thì mình trả lời lại ông trời đã định tôi đen rồi anh đừng có cười tôi tội nghiệp tôi nó mắc cỡ nó quê đó ai cũng nói rồi thì nói nhẹ nhẹ mà nói phải không mày nói chuyện nhẹ nhẹ khéo khéo hay hay nghe chút đừng nằm gây lộn ngoài đường ở trên mạng ai cũng nói rồi em đẹp trai á ok lắm á mặt là vết luôn hay lắm á đẹp trai chứ bộ đẹp đó mạnh ăn dưa hấu đi rồi em ăn dưa hấu được không ghê trời cô ơi cô ăn đi cô ăn. Chú đem lại chú mời nè cô nghe nó mướn được để tôi cắt rồi tôi cắt rồi cảm ơn kêu bằng cô được rồi tại ông lớn hơn tôi 30 tuổi lận ủa vậy là phải rồi tại vì chú 91 tuổi ôi trời ơi nghe con nghe 91 còn hết hồn luôn á thiệt tôi 70 vậy hả chị 70 hả trời nhỏ chúng ta 20 tuổi nhỏ tới 30 tuổi ba 20 70 nhỏ hơn 20 20 tuổi giờ ăn gì ăn đi là thêm nặng đi về xong rồi đó đi về lấy đồ xong rồi bây giờ đi xuống dọn quần dọn áo đúng không đúng rồi đặng rồi giờ con để cái bắt ở đây khỏi đại quải đi quải về giờ đi vậy mình có phòng rồi chú đưa chìa khóa phòng cho nó luôn chú sao nó sao chìa khóa phòng của là hiếm con phải đưa nó cái chìa khóa chứ ra chú đưa chìa khóa cho nó cái chìa khóa ăn đi con ăn xong đi miếng dưa hấu ông cắt rồi ông cắt rồi thôi ăn đi thôi ăn nha một chút con biết đọc chút kìa đọc bài mày coi bài mỗi ngày phải đọc mày coi thét cái đầu mày á lớn ra mày biết nhiều nữa nói chuyện hay nữa phải không dạ ngồi nhờ coi sách cho vợ ở nhà với ông chú này không bộ vui rồi đó I can learn hả I can learn vậy hả learn kìa I used to speak German yeah
Đúng rồi, hồi đó nói biết nói tiếng Đức. Giỏi quá ha, biết nói tiếng Đức. Giỏi quá ha, biết nói tiếng Đức. Hồi đó nói biết nói tiếng Đức. Giỏi quá. Mỗi bữa chị đem cơm lại cho nó ăn. Trời ơi, xa lắm. Không xa, xa lắm hả? Từ dưới Đào Khao lượn đi xe bus đi đem cơm sao được. Thu nghiệp không? Xa lắm. Dạ hả? Sắp sửa đi mổ cái này. Không, không sao đâu, nó mua ở đây Food to Go thiếu gì. Không sao đâu, miễn đi làm dạ. Nó mua gì được rồi. Thì qua mua ổi mì, mua chả lụa rồi ăn hay là thiếu gì rồi ăn ở đây. Nhưng mà nó ăn vậy đó cũng tốn một tháng 400-500 nữa. Một ngày cũng tốn 10 ngày. Nó đi làm có tiền thì nó ăn được. Lâu lâu tôi nấu cơm tôi đem lại hỏi nó con thích cái gì, cái nó nói thích cái gì cái tôi nấu tôi đem. Để xe bớt xuống hả con? À, thì cô ráng, lâu dạ. Lâu vậy đó. Lâu lâu thôi chứ mỗi ngày chỗ đó đâu được, từ đâu thao lượng. Đi xuống tới đây xa gần chết. Trời hên quá không? Bởi vậy sáng con nói con kiếm cái nào mỗi địa điểm gần gần nó đi làm, mà cho nó đi bộ. Thôi là cái đi làm. Thế đây là nếu mà đi làm bên đó là quá gần bước luôn. Có 2 bước là dạ. Dạ, cho nên hên quá, hên quá. Cô biết là đúng cái gì ăn cái này dạ. Cái gì ăn cũng được hết á. Dạ. Có hiền lắm, không sao chút. Cà thêm hiền lắm. Nó hiền tốt rồi. Dạ, nó hiền lắm. Tội nghiệp á, sống ở thế giới nào cũng vậy đó, nhất là bên Mỹ. Trời đã đặt để sẵn cho con người rồi. Da đen thiệt thòi lắm. Không có, đâu có sao, đâu có thiệt thòi gì đâu. Thế thòi là gì nè? Con thấy hồi da đen thì da đen đâu có cái gì đâu thiệt thòi. Ở bên New York đó, da đen quậy lắm. Rồi nó tưởng mình cũng vậy. Phải không? Con sâu làm rầu nồi canh. Quậy lắm, không có sợ da trắng đâu. Thành ra da trắng nó sợ. Đó, vậy thôi chứ vậy đó. Tại vì mấy đợt biểu tình nổi loạn da đen đó. Do đéo người đâu đang hoàng lắm. Cái này gà hiêm Ấn Độ. Nhau được. Chú, cái này là hiêm lai Ấn Độ chứ không phải Mỹ đen. Hả? Là hiêm lai Ấn Độ. Lai Ấn Độ hả? À chứ không phải Mỹ đen. Không có sợ. Ấn Độ. It doesn't matter. Lai Ấn Độ nó khôn quá mà. Lai Ấn Độ khôn quá. Khôn đen ở đây à. Ấn Độ khôn lắm mà. Không, cô tại cô là Ấn Độ, cô lai Ấn Độ, mẹ có là lai Ấn Độ. Ấn Độ khôn dạ. Khéo lắm á, khôn lắm mà. Tôi biết mà, tôi Việt Nam tôi ở gần với Ấn Độ mà. Quận cho nai nè, quận cho nai nè đó. Biết. Dạ, cho nên là em lai Ấn Độ. You don't have to judge. It's chứ okay. It's just the skin. Just skin is okay. Chứ bây giờ thử thời coi ai. Dạ, chú có báo nè, bà lấy mày coi mày đọc thép mày nói tiếng Việt hay lắm đó. Đâu ai nói coi hoài, coi hoài, coi hoài, nhớ trong đầu mà viết chữ Việt nữa. Viết được không? Viết chữ Việt được không? Không được. Dạ, chưa có biết. Chưa có biết. Có mày tập viết. Dạ, chú nói là dạ. Dạ, viết tiếng Việt, đọc tiếng Việt. Ờ, viết, tập viết rồi. Đang đi coi nhà. Em ơi, em thương em quá. Là hiểu gì không? Chú nói anh ơi, em thương anh quá là hiểu gì không? Là gì? Nói lại tiếng Anh coi. Nó hiểu mà chú, nó biết tiếng Việt nhiều, nó biết tiếng Việt. Rồi vui rồi, thôi con cũng mừng quá lại gặp chú mở mình nên ổng gì, ổng vui vẻ thì đây mừng quá. Ổng vui vẻ. Ổng vui vẻ thì đây cũng mừng quá, vậy được rồi. Xong rồi giờ đi về lấy mấy cái đồ nữa đặng ăn. Coi như là mới gặp chị hàng 2 ngày phải không? Là có kết quả tốt đúng không? Chưa có đầy 3 ngày. Chưa có đầy 3 ngày. Ơn trên gia hộ đó, đâu đó xong xuôi. Cũng là một cái duyên ha. Cái duyên. Cái duyên là tại vì cô Châu gọi cho Hằng. Cô Châu nhờ cái chuyện của cô Châu. Nhưng mà cô Châu mới kể qua cái câu chuyện của gà hiêm. Nhưng mà thật ra đó thì hôm trước có một chị cho cái số phone của gà hiêm cho con rồi. Nói là coi giúp cái người lai Ấn Độ. Nhưng mà con chưa có kịp gọi mà khi mà con gặp gà hiêm rồi con coi lại số phone thì con nói ủa sao trùng hợp quá. Là tôi đó, tôi đi tôi để giúp đỡ những người. Khi tôi gọi tôi hỏi cô ơi, cô, tôi có một đứa con kể, cổ nghe cổ nói cháu không có làm đó nhưng mà cháu có người bạn tên Hằng. Oh yeah, that's why. Thế tôi mới cho số điện thoại. Dạ, thì khi chỉ xem số phone đó qua cho con. Thì khi mà con gặp gà hiêm xong mà về con coi số phone đó, ô thì ra là chị này kêu con giúp gà hiêm. Nhưng mà con không có nghĩ cái của chị đưa là số của Đà Hiêm. Yeah. Mà về coi số phone lại, ô của Đà Hiêm. Nói gì cũng là một cái duyên thôi. Cái duyên đó, cái duyên ông trời đưa đẩy. Dạ, dạ.
thì mới gặp nó hai ngày thì thôi, giờ giúp được có chỗ ăn chỗ ở rồi việc làm kiếm sao là mừng rồi. Bởi vậy tôi mừng, tôi bưng cơm ra cái tôi đem cắt, tôi ăn cái tôi quên, nó không có ăn được luôn. Không, để chỉ để chỉ coi coi nè, má tôi nè, tôi không chỉ rồi đó, mà chỉ cho ổng coi má tôi Việt Nam mi đó. Nè, má của cô là da trắng thấy không, như cô da đen, bà lai Ấn Độ, người Việt mà, má của cô là người Việt. Thường là lan độ khung lắm mà. Là coi như bà ngoại của gà Him là người Việt. Là người Việt. Người Việt, nha. Yeah. Người Việt hả? Đó, trắng mà. Má tôi trắng, tôi không có đánh phấn ta son. Trắng, dạ. Còn trắng cô mẹ, đó. Tại lúc mà sanh ra đó, giờ không chịu ra quầy nhà trước ở sao bếp đó. Thôi nó lại dính rồi. Em có nghe không? Má tôi có 12 đứa con, tôi thứ 11. Đứa nào cũng đen á, hắt xì dầu, không có đứa nào trắng. Yeah. Rồi em mới nghe nó mất cười kìa, nó nghe chú nói sành ra không chịu đi ra nhà trước ở trong nhà bếp. Hắt xì dầu cái gì đó. Hắt xì dầu. Nó hiểu, nó nghe tiếng Việt nó hiểu mà. Hắt xì dầu. Nè chiều nay đâu đi ăn món gì, món nước mắm cho chị Hằng coi coi. Ha, chiều nay chị Hằng dẫn rồi em đi ăn món gì nước mắm. Không sao. Không, không sao cô. Không sao. Tội nghiệp cô Châu rồi sáng giờ kêu mấy chục lần hỏi chưa. Để đánh đi làm năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ hôm nay 39 rồi. Mấy? 39. 39 hả? Dạ. Chú chắc chú hơi lãng tai phải không? Hơi lãng tai. Vậy là rồi Him 21 nói lớn lớn với chú nha. 39 là cũng hơi lớn rồi đó. Chứ tao dọn rồi tao phải ngày 25, 26 rồi. Đúng rồi. Mày lâu dài lắm á. Nhìn nó giống như nít vậy mà con. Long old man á. Nó nói là 39 còn cũng tình. Lúc đó con nhìn con nghĩ nó chừng 27, 28 tuổi. Nhìn nó 25, 26 tuổi à. Cảm ơn. Không được. Con thì con nghĩ là khoảng 30. Nhỏ nó dễ thương lắm tại giờ. 39 là đủ khôn rồi. Cái đầu khôn lắm á. Yeah. Real smart. Yeah. Yeah. Con bỏ nó, đẩy cái muỗng nó cho hồi chú rửa ra. Thôi ăn không? Xong rửa luôn là thêm cho quen, đừng để chú rửa rồi. Em biết mà. À, em biết. Giờ chị cũng... Nó ở đây thì chị ở chỗ khác hả? Ở chỗ khác. Thỉnh thoảng về lại đây chị thăm nó. Thỉnh thoảng lại thăm, lâu lâu lại thăm. Nó thường thường đó. Đó kìa, chú không kêu lại thăm thường thường kìa. Kêu kêu coi nó có ở nhà hả? Có nó ở nhà, con muốn cái gì má nấu đem lại lâu lâu vậy đó. Tại vì trên Soda không có đi xa. Dạ. Đi đâu đi xe bus. Dạ. Ủa đây rồi bếp luôn nữa đâu chú? Toilet với phòng tắm rồi ở đâu? Đây nè, ở trong đó luôn hả? Sao dọn cái con sạch sẽ lắm. Ồ vậy hả? Cũng kỹ lắm á. Vậy là được rồi. Có hai ông cháu ở. Tôi là một là cầu tắm, hai là cầu tiêu. Hai cái đó là phải sạch. Đúng rồi, phải sạch. Vừa kỹ nè. Hả? Ông vừa kỹ rồi. Ồ thêm hả? Cũng kỹ vậy hả? Ờ, vậy là được rồi. Sạch sẽ. Thấy không, cái nhà tôi ở lâu rồi, cũng 11 năm rồi. Mà thảm sạch kẹ kẹ ghê không? Lâu lâu tôi mướn người ta lợi người ta rửa đó. Rửa thảm đó. Rồi bây giờ có ghế massage là kỳ lắc nằm. Có ghế massage nữa nhưng mà thỉnh thoảng tôi mới xài thôi. Vậy hả? Dạ. Dạ. Trời ơi chú 91 tuổi mà không có ngờ luôn. Ai ngờ tưởng ổng 70 là má, 75 là má. Thì đó con cũng tưởng vậy, khi nãy ai chú nói chú 91 tuổi. Oh my god. Tôi đưa giấy cho coi đó. Nó nhận 130 mà. Dạ. Mà bớt đi nay kim thơ đi. Đúng rồi, lớn hơn tôi 20 tuổi. Dạ. Wow, chắc tại vì chú vui vẻ đó. Cái chú trẻ hoài à. Chắc nghĩ. Dạ, cái đó thiệt đó chú. Không có lo. Cái gì nó tới cho nó tới à. Dạ, đúng rồi. Nó lo vẻ đó, lo nó tới đó, đó. Đúng rồi đó. Với sáng tôi phải ăn cháo luôn. Ồ, ăn cháo nó tốt. Với lại mình có ăn cháo tốt cũng được. Dạ. Cái ý trời. Không có, dạ. Không còn. Có tin là nó đi lấy đồ có tin là mấy đứa cháu mấy chục năm rồi nó coi nó thấy hả? Không phải, nó kêu lại nó hỏi ủa sao tiếng ai giống tiếng của gì Út, nó gì Út. Vậy hả? Nó nói ủa mấy chục năm rồi giờ mới nghe tiếng. Vậy đó trời ơi tội không. Tôi ngồi sau lưng cô tôi nói mà nó nghe chứ cô, nghe tiếng thôi không thấy mặt. Dạ. Nhưng mà đâu sao đâu. Thoại chút cho nó, đưa cho ông thoại chút cho nó. Dạ có, chút nữa con đưa số điện thoại chú. Rủ cho chú đi ra ngoài đó. À hả? Về nó chế giới kêu chú. Chìa khóa nhà hả? Chú nhà chứ đâu. Bây giờ là đi chở đồ về đó nha chú. Dạ chú vòng vòng đi. Đi. Rồi đi. Ba cô. Rồi em để trên đó đi. Em để trên đó được. Cái đó rồi. Ok. Vậy thôi chứ không còn gì nữa hả? No, I have more but not here. It's okay, vậy nhiêu đó trước đi ha. Khi nào cần hãy lấy thêm. Rồi đóng lại.
Rồi hai mẹ con ôm nhau. Ủa hồi nãy là cái bát phát này đó em đem theo đúng không? Ừ. Ờ ok. Để hồi về nhà chị lấy cho cái bát phát mới. Nhà chị có nhiều lắm, cái mới đi, cái đó như cũng rách rồi phải không? Thấy rách rồi. Yeah, it's a bit old, but I like it. Yeah, it's a bit old, you like it, right? Yeah. Cũng giống nhau, cho thích là được, kệ okay, đi ha. Rồi xài đảo vậy đi. Ok, rồi chị lấy xe. Rồi, bên cái vỏ luôn á, đúng rồi ạ. Cái vỏ đó có cái mền, cái gói, cái ga chở giường. Đưa đây chị cầm tiếp cho một vỏ đồ ăn nữa, một bọc đồ ăn nữa. Bọc đồ ăn đó kìa. À, cái này nhẹ thôi. Rồi, cái bọc nào của Rahim nữa? À, cái đó không phải. Rahim, cái này mãi đây đúng không? Hết rồi phải không? That's it. Ok. Rồi, ta xe rồi. Ô, cái chai nước. Cái này của ai góp? Của Rahim mới góp hả? Bỏ đi. Yeah, góp rồi thôi. Ở đây phải không? Ở phải không? Phải chỗ nào? Vô luôn. Vô luôn. Hai chị em ngồi dọn đồ, tay khách rất mang. Okay, yeah. Okay. Đây anh mình tưởng là đã chừng 28 tuổi nha. Đâu rồi em? Đâu, đâu nói rồi em bố 39 tuổi rồi trời. Thiệt á. Baby face. Baby face đấy rồi em. Yeah, nhìn là em trẻ lắm. Quên gọi chú nữa, không biết chú nãy giờ có đi đâu không? Nha, tại chú chưa đưa chìa khóa, chú chưa làm chìa khóa mà đi về chưa gọi chú nè. Để cho con mệt. Ba giờ ba hả? Chị gọi chú nè em. Ờ chú mở cửa, chú ơi. Chú à. Ủa chú không có khóa cửa, chú đi đâu? Ủa ngồi ăn cơm tính thanh vậy? Hello. Chú ăn cơm kìa. Rồi xách vô rồi em ơi. Tràn ơi. Giờ này chú ăn cơm hay hả? Chú, vậy đâu? chú hồi nãy chú nói chú không nhớ gì hết, nó sợ nè. Bây giờ nó sợ nửa đêm lỡ nó đi làm về, cái chú nói tao không có biết mày là ai, sao mày vô nhà nó tao. Nó nói nó đúng rồi. Thì đó. Nó nói cái đó đúng rồi. Đó rồi. Nghe rồi em sợ như vậy đó. I'm Batman, you know. Hả? I told you wow. I'm stupid. No, that, không có chuyện nó xảy ra đâu. Có không chú? Không có. Tại vì hồi nãy cháu nói đúng rồi, cháu thật lời cái lời của cháu nói là cháu nói đúng. Đây nè, con nói chú nghe chú, hồi trưa. Hồi trưa mình vô mình muốn phòng rồi và đưa tiền cho chú rồi. Đó. Và viết tờ giấy rồi. Rồi. Thì khi hồi nãy con và Rahim mới xách quần áo vô, xách đồ vô. Cho nó ở. Thì chú mới hỏi cô là ai vậy và nó là thằng nào vậy? Thành ra sợ quá nói ủa sao chú không nhớ gì hết vậy? Rồi lỡ nó đi làm về
cái chú nói mày là ai mày vô nhà tao rồi kêu cảnh sát bắt hay gì cái chết người ta sao? Nó phải đó, đúng rồi. Đó, thấy không chú? Cái bây giờ hồi nãy chú thử hay là chú giả bộ? Chú đang uống rượu, chị hiểu không? That's why, chú uống rượu gà em ơi, hèn gì? Why? So... Rồi. Đang thiên kinh nói chú biết thiên... không? Rồi em chú sách... nó nói tiếng Việt giỏi mà hả? Giỏi. Việt Nam hả? Ừ. Chú đang suy nghĩ ở Việt Nam á. Đang suy nghĩ em my head thinking around Việt Nam. So she talk talk I do not forget. I do I do not remember. Tôi không nhớ. Nghe kêu đang thinking kinh là bao bên Việt Nam. Thành thử đó bây giờ á cháu nhắc lại. Ok everything. Không có gì hết. Ok. Chú có nhớ sáng chú còn nói thỉnh thoảng con ghé đây nghe, nhớ ghé đây nghe, rồi thêm ở đây con ghé đây nghe. Chú có nhớ chú nói vậy nữa không? Có. Ừ. Đó coi hồi nãy nó ra ngoài nó ngồi nó khóc. Nó ôm đầu ra nó ngồi nó khóc. Nó mới nói với con, rồi em khóc, rồi em ra ngồi ngoài khóc, rồi em nói. Bây giờ chị thấy không, đi vô, ổng không, ông không có biết là ai lo cho nó ăn uống sao. Không, ăn uống ok, không có sao. Nhưng mà nó chỉ sợ một điều, lỡ mai khi nó đi làm về mà chú nói tao không có biết mày là ai, chú đuổi nó ra đường hoặc là chú gọi cảnh sát rồi hay là chú nó nghĩ tới cái đó nó sợ, nó ra hồi đó nó ngồi nó khóc. Thì con mới nói lại thêm đi vô có gì có chị mình nói đàng hoàng. Nếu chú không có nhớ thì thôi mình đi lại mình kiếm chỗ khác, không có sao. Nó hồi nãy nó ngồi ở ngoài nó khóc đây bây giờ nó còn khóc kìa chú coi kìa. Nè. Rồi em không có sao rồi em. Rồi em cưng không có gì hết. Giờ chú nè. Nó khóc. Không có sao. Chú nãy chú nói chú uống rượu. Chú quên. Nào thấy không? Quê nè. Cái nếu chú đang suy nghĩ Việt Nam. Cái đầu chú lúc nó đi vào cái chuyện khác. Cháu vô có làm chú bất ngờ. Cháu nhắc sơ sơ chú nhớ liền. Phải không? Đó còn đưa tiền rồi còn viết giấy cho chú là bảo đảm không có cái gì nữa. Rồi chú làm nhỏ sợ quá, nhỏ chạy ra ngoài, nhỏ ngồi, nhỏ khóc. Nhỏ ôm đồ đi. Đây nè chú thấy không? Nhỏ đang khóc nè thấy không? Vô đi. Cái gì con có viết giấy thì dặn chú. Giống như cháu trả tiền cho nó ở đây phải không? Rồi nó ăn cơm sao, ăn uống thôi chuyện ăn để nó tự tính chứ không có lo. Tội nghiệp nó. Tội nghiệp nói mà chú đừng có xanh tham với chú nói tao không biết mày là ai. Không nó tự đó. Ai nó khóc. Không, nó không có chuyện đó. Phải không? Không, phải chứ. Không thì con dẫn nó con đi kiếm chỗ khác á. Không sao đâu. Phải không đó trời. Yên chí đi rồi không có chuyện đó đâu. Yên chí phải không? Yên chí đi. Chứ bây giờ chú không có nhớ mời chú nhớ này mốt chú nhớ nọ chết con. Rồi cho giấy đi. Giết rồi. Nó cái miếng giấy đâu hả? Trời ơi, giết rồi chú đi lục miếng giấy giùm con đi. Bậy nào không có luyện đâu. Đó, sáng kêu giết giấy giết rồi luôn. Bỏ trong cái quần kìa rồi em nói chú bỏ trong túi quần á. Cái quần mặc sáng đâu? Chú hết đi thuốc này hoặc là con thấy chú nói chú bỏ đồ vô trong cái ly này nè. Con ngồi đó đi, ngồi đó đi, từ từ nói chuyện. Từ từ nói chuyện, không có gì phải không? Thằng nhỏ khóc. Thấy chưa, thằng nhỏ khóc không có sao rồi em. Thì bây giờ có nhắc chú được rồi. Thì giờ chú hứa chú nói chú uống rượu lỡ thôi. Ha. Đó, nhỏ chạy ra ngoài, nhỏ ngồi khóc, con phải gượt theo, con hỏi tại sao, nó nói chú nói như vậy, lỡ mai mà mốt em đi làm về nửa đêm 10 giờ. Chú nói tao không biết mày là ai, mày vô nhà tao tao kêu cảnh sát hay gì rồi sao? Thì nó nói cái đó là đúng đó chú, phải không? Đúng chứ, nó nói đúng đó. Nói đó đúng mà. Mày nói đúng á. À. Đúng á. Now, I try to remember, ok? Đó, đây nè, con có thu, đây là chú nói cái gì, nhớ giùm con nghe chú. Mai mốt đừng có đuổi nhỏ, cái chú nói tao không nhớ mày là ai. Nó nói tới Việt rõ mà không? Rõ. Đóng tiền đồ đàng hoàng mà. Nó là Việt Nam mà. Nó là Việt Nam, lai Ấn Độ. Không có gì đâu, tội nghiệp đó. Không có sao đâu, nếu mà chú đã hứa với cháu rồi, chú có thể giúp nó phần nào. Rồi đó, tại em không có sao. Có đây nè, chị có quay thay nào, không có sao. Chú không có làm gì đâu, tại vì chú già rồi. Chú lỡ nhớ lộn rồi, chú có uống rượu nữa. Ha, ok. Đi chú ngồi đi chú, uống rượu. Chú đang nghĩ về Việt Nam. Trời ơi, nãy chú làm con còn hết hồn. Hả? Chú hồi nãy chú làm con sợ gần chết. Không có đâu. Cho nên khi con nói chuyện chú xong nhỏ ôm gói nhỏ chạy ra ngoài con nhỏ ngồi nhỏ khóc. Con nói cho chú tình liền, nói chú nghe liền. Chú nhớ liền đúng không? Nhớ liền rồi. Cái chú trách chú hiểu không? Chú cũng đang buồn chú. Không sao đâu con. Trời ơi đó. Tội nghiệp nó. Nó khóc kìa chú thấy không? Đàn ông con trai đâu phải nước mắt dễ rớt đâu mà nó tủi thân, nó nói tại sao như vậy mà cũng như làm vậy đó. Nãy chú làm con, chú nói con sơ bơ sách bớt nhỏ ngồi đây nhỏ sách gói ra ngoài nhỏ khóc. Nó nhiêu tuổi rồi? 39 tuổi. Trời cũng lớn rồi chứ phải nhỏ. À hả? Nó hồi xưa công ăn việc làm đàng hoàng có nhà có cửa chứ tại đôi khi con người ai cũng có xa cơ thất thế rồi mới bị vậy cho nên nó cũng bị sốc. Nó bị cái hoàn cảnh gì mà bị sốc vậy? Thì vợ con đâu đó mà. Hả? Vợ con đó mà. À, vậy hả? Ừ.
Nếu mà nó nói tiếng, nó nói tiếng Việt giỏi mà hả? Giỏi. Nè nè, tao nói mày nghe, chú nói mày nghe nè. Vợ con đối với mày không tốt. Tại vì cái kiếp trước của mày á, cái kiếp trước đó, con cháu bồ cái gì đó, bây giờ bị trả lời. Bị trả lời là cho mày buồn, mày bực. Nhưng mà mày cũng suy nghĩ lại, đời là như vậy đó. Cho nên không có buồn vợ con gì hết á. Không có buồn vợ con gì hết á. Forget đi. Forget. Để qua bên. Mày lo sống hiện tại, cho vui vẻ. Cho cái đầu mày hướng, tỉnh. Thấy chưa? Dạ. Không có ai tốt với mình đâu, mà cũng ai xấu với mình đâu. Vô là cái khôn khéo của mình để mình giải thích. Cháu hiểu không? Đừng có buồn, đừng có buồn. Sơn Tham, chú đừng có làm cho nó hết là nó đi về. Cái chú nói tao không biết mày là ai, đừng có nói vậy nha. Nói chú hết hồn luôn. Thì đó, chú nãy chú làm con hết hồn luôn. Cháu đặt cái câu nói của cháu cũng nó cũng đúng, chứ không phải là sai. Hồi nãy chú làm con hết hồn luôn. Chú đâu. Vậy chú số đi lần này nè. Lần này bị chú đang uống rượu. Chú đang uống rượu. I have a thinking about Vietnam. A little trouble on my head, you know. Thành thử ra chú đang suy nghĩ tùm lum hết chỗ chân á. Gặp cháu vô cái cháu chú cũng hơi táo quả. Giờ chút xíu chú nhớ lại chỗ đâu ra đó. Cháu đừng có lo. Chú lớn rồi chú có xạo, chú không làm cho con cháu luôn. Khó khăn đâu. Con cũng suy nghĩ nữa. Ủa vậy sao chú đi đăng báo cho mướn phòng trời rồi chú không nhớ gì hết rồi, kiểu này sao trời? Cái gì không nhớ, mới nói ra giờ nói nhớ lại hết trọi. Bây giờ là nhớ hết trọi đó ha. Mà cháu nhớ là ok. Mẹ của chú là người đi tu. Dạ. Tu hành. Dạ. Mà chú hồi nhỏ chú có đến chùa. Dạ. Chú không đến nỗi mà tệ ngang ngược với con cháu mà nói tầm bậy tầm bạ. Không, con biết chú không có ngang ngược. Chú buồn lắm rồi, chú điên rồi. Con sợ chú forget, bị Alzheimer đó. Chứ con không có nói chú ngang ngược. Mà con sợ chú bị quên á. Giống như mình lớn tuổi là sometimes mình bị quên. Cháu hiểu gì cũng tốt. Con hiểu. Cho nên đáp qua hồi nãy con hiểu là chú bị quên. Mà Rahim thì đôi khi nó tuổi thân. Yeah. Nó tuổi thân, nó chạy ra đó, nó ngồi nó khóc. Thì khóc tới bây giờ cũng còn khóc. Đừng thì chú buồn. Biết rồi. Don't. I'm old man, you know. I have some trouble in my head. My wife, she left me. So only one. Thì cũng bị vậy mà. Hiểu chưa? Tao có cái chuyện buồn. Cái đầu không. Sometimes. Thì cũng bị giống như Rahim đó. Yeah, good. Mày không có đồ buồn gì hết trời, cho mày đây mày chơi với tao mà nói chuyện. Ok. Tao nói chuyện mày nghe, hiểu không? Chuyện này chuyện kia vui lắm, không có sao đâu. Mà ở đây. Ok. Rồi vậy thôi, có gì đâu. Ok, vậy thôi là được. Chú đừng có nói cho nó hớt một lần nữa, tại hồi nãy là nó bị đau thiệt luôn á. Chú nói vậy, chú đang ngồi nói con, ủa cô là ai vậy? Rồi con mới ngồi con nhắc, ủa rồi nó là thằng nào vậy? Sao mà cháu nói chị chú, chú như chú không nhớ gì trời, làm chó đó. Cháu nhắc lại sờ chú nhớ, chú nhớ lại trời rồi. Nhớ lại trời. Bởi vì chú làm con sợ luôn á. Tội nghiệp không? Con phải gượt, con chạy theo nhỏ ngoài đó, nhỏ ngồi ngoài gốc cây, nhỏ khóc. Này hả? Ừ. Tội nghiệp nó ra gốc cây, nó ngồi khóc ngoài đó kìa. Không, nó ở với chú mà chú cháu nói chuyện nhau, nó chịu nghe, chắc lẽ nó thay đổi à. Dạ, thì nó buồn, nó cũng bị tuổi thân. Cho nên that's why thì... Nó buồn về cái chuyện gì? Vợ nó bỏ nè. Vợ con đó, vợ con đó mà. Ừ, thì nói vậy chú cũng bị vậy thì chú biết vợ rồi. Vợ con nó bỏ nè. Dạ. Ok, thôi bây giờ forget chuyện đó đi. Rồi để cho nó lấy đồ vô, để nó làm lấy đồ vô đi, ra xe lấy đồ vô đi. Rồi không sao đâu lại. Không có gì đâu. Yeah. Cho tôi hả? Tặng cho chú hả? No, I have too many. Thank you very much. Thank you very much. You keep your wallet. You keep. Nó muốn kỷ niệm cho chú. Thì chú lấy đi, đôi khi đó là cái kỷ niệm đó. Tội nghiệp lắm, biết mà. Ừ. Thôi mà con để con xài đi. Chú lấy cho nó vui. Chú có. Thì kệ chú lấy, chú giữ đó cho nó vui đi. Chú có. Con Y Chí gặp chú rồi, con Y Chí. Không có lo gì trời á, chú có để nó xài, thấy chưa? Giờ cháu giúp nó cho nó có chỗ nó ổn, nó ở. Thì đây chú ráng ở với nó cho nó vui. Đúng rồi, bây giờ chú ở mình nè. Cho nên chú gắng là có nó hữu hỷ vui. Chú đừng có nói gì sao cho nên không có đâu. Người ta sợ nữa. Chú nói là mà con cũng sợ, đừng nói nó không sợ. Hồi nãy chú nói con còn sợ đó. Chú quên. Đúng rồi. Cháu nhắc đi. Chú hết hồn rồi. Trời hết hồn luôn hả? Mình trật rồi. Trời ơi. Chú trở lại nghĩa là cấp kỳ. Nhớ lại trong kỳ, hiểu chưa? Sớm ơi, nói chị với cháu vậy đó. Chú nói láo chú là con chó. Thiệt luôn, sớm ơi nhớ nha. Mình viết tờ giấy luôn, bây giờ tờ giấy đi kiếm lại đi. Bây giờ chú nhớ rồi. Còn chụp hình trong điện thoại cái ID của con nhỏ luôn. Đó, giờ quên hết rồi. À. Chết rồi.
Nhớ. Mẹ con lại lấy miếng giấy đi, con viết giấy vô. Chú ơi, chú đánh, chú nhớ, này kia nọ rồi giùm chú nha. Rồi viết xong rồi để đâu? Chú hay quên lắm, này kia nọ nhắc, để đây. Mỗi lần chú về dòm ra tấm giấy cái chú nhớ là hết. Giấy để trên bàn ha. Để trên bàn hãy đi. Rồi, bây giờ viết tấm giấy để trên bàn. Đó, bây giờ chú kêu là con viết tấm giấy. Chú ơi, chú hay quên lắm, chú gắng nhớ đi. Rà Him ở đây với chú. Ha. Con bảo viết đi. Đâu rồi, giấy đâu? Dặn chú. Rồi chú có giấy đâu cho con đi, giấy đâu? Giấy hả? Kiếm gì? Hả? Kiếm gì? Giấy đâu? Giấy gì? Giấy, để con viết. Giấy đâu? Where paper? Con tập tay mấy nhỏ lại chơi, mấy đứa nhỏ lấy không biết nữa. Trời ơi, ông chú ổng hay quên, tội quá. Cái nãy cái quyển sách chú đưa con với gà thêm viết á. Rồi, con viết đây ha. Đấy, rồi, chú ơi, Rà Him ở đây với chú. Chú đi, hay quên lắm. Con chú nhớ. Con viết kiểu đây. Rồi, ok. Chú ơi, chú nhớ chú. Rồi, vậy đó. Rồi, cái câu chú đầu. Ơi. Chú nhớ. Con viết chữ bự cho chú nhớ luôn con nha. Con viết vậy đi rồi. Chú nhớ. Chú nhớ Rà Him ở đây nha. Con viết chữ Rà Him ở đây với chú. Giờ cho chú xong thợ cháu khi nó có cái gì đó. Chú dạ. Cháu. Rồi. Con ghi vô ha, 408 viết bự luôn cho chú nhìn. 206 193 viết tên cháu, viết tên cháu luôn. Rồi, Hằng. Ok. Hạnh hả? Hằng. Hằng hả? Rồi, đó, con để trên bàn đây. Thì khi mà chú nhớ, chú quên cái gì là chú đọc vô là chú nhớ Rà Him ở đây với chú. Rồi có gì chú bấm điện thoại gọi cho con là được rồi. Chú kêu cho cháu. Gọi. Rồi vậy rồi. Nếu thì nó đâu gì đâu, nó cứ ở đây vậy thôi, việc nó ngủ nó làm gì việc của nó ha. Vậy ban ngày nó làm gì, nó ăn uống sao? Nó ăn uống nó tự lo, chú đừng lo. Nó lo được không? Nó lo được. Nó biết sợ đói hả? Là nó còn sống rồi, nó khôn mà. Nó khôn, nó biết đói chứ, nó biết đói nó hả? Tự kiếm ăn. Đói kiếm ăn hả? Kiếm ăn, chú đừng lo. Nó biết sống à. Ừ, chú đừng lo ha. Không đến nỗi. Không có đến nỗi, nó biết mà. Dạ. Ừ. Nè, với là nè, con nói chú nghe nè, chú đừng uống rượu nhiều. Tại vì chú uống rượu nhiều cái chú sẽ quên nữa ha. Lớn tuổi rồi uống ít thôi. Chú uống rượu bổ rồi phải uống rượu rồi. Vậy sáng giờ uống mấy ly rồi? Không sao đâu. Thế hả? Ồ. Rà Him có biết uống rượu không Rà Him? Biết hả? Uống chút chút thì vui thôi phải không? Uống một vài ly được phải không? Nhớ hay chú nhớ Rà Him ở đây, nói là Rà Him nó ở với chú, nó xe phải. Nó nóng, nó quậy gì đâu. Không, nó đâu có quậy gì đâu. Có không Rà Him? Nó không có đâu, chú đừng hỏi mấy cái đó. Không có đâu. Nó là người lớn rồi mà. Ừ. Nó nói tiếng Nam giỏi mà hả? Thì đó, nó nói được á. Thì có gì chú cứ nói tiếng Anh với nó. Nó nói giỏi vậy hả? Giỏi không Rà Him? Mẹ nè, mày nói chuyện chú nè. Dạ. Dạ chú muốn bố gì? Có mấy đứa con? How many children do you have? Em có hai đứa nhỏ. Hai đứa sanh đôi. Hai đứa sanh đôi hả? Hay quá ha. Dạ. Giờ vợ bỏ đi hả? Dạ, thôi bây giờ chú đừng hỏi mấy đó nữa. Nên nó đang buồn. Everybody men have trouble about that. Not just you. I am too. Ừ. Bây giờ chú có bà xã vậy? Ừ. Bà bỏ vợ. Cách đây chú mấy cái số nè. Ừ. Rồi chú đành chịu. Chú phải, I take care of myself. I hip lip here, she lip there. Forgot about that. Yeah. Không có thành 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 đề gì hết. Next day, you try, you get new one. Không có, nó có lo gì đó. Giờ ngày sắp tới có thể mình tạo ra cái mới cho mình. Ok. Thấy không? Ok. Yeah. Bỏ qua cái chuyện đó. Yeah. Coi như có cũ đi mới có cái mới. Ờ, có cái niêu. Có cái niêu. Ok, okay rồi, em vui lên rồi em. Không phải vấn đề. Chú nói thôi. Đúng rồi, okay. Ok. Thì vui lên. Ừ. Không cho nói cho ngày okay, được. Ok, rồi thôi được. Bây giờ tạm thời con nói không chú sao đâu. Chú đừng có làm cho chú cái gì lắm. Chú khi nào chú không nhớ đó là chú cứ. Hả? Chú coi miếng giấy con ghi em bạn á. Ờ. Nha. Rồi bây giờ chìa khóa có đưa cho nó chưa? Chưa. Đưa giùm đi. Để chú đưa cho nó. Rồi đưa đi, có con đây nè. Nhưng mà nó có khi nó kỳ khô, nó coi như là uống rượu sai, bể bối này kia nọ rồi. Không, không có. Bây giờ con nói là mướn phòng chú phải đưa chìa khóa nó đi về, nó mới có chìa khóa. Nó phải có chứ không có sao được, nó đi thì về ngủ chứ. Ừ, rồi vậy chứ. Đưa cái phòng nè, have room for you, look. Rồi với lại chìa khóa ở nhà luôn. Ok, được kì. Cảm ơn, lúc được kì. Hồi nãy vô rồi, nó nói tiếng Việt giỏi mà hả? Rồi. Giờ Việt Nam rồi.
Trời ơi là trời. Ông chú ơi, ông chú đừng coi như là ngày mai chú làm chìa khóa cổng cho Rahim. Rồi bây giờ chìa khóa cửa thì có rồi. Tại vì nếu em không có về khuya đó là em mở cổng vô được, mà khuya quá 12 giờ người ta đóng rồi. Người ta đóng rồi. Mà nếu có gì thì em phải gọi chú ra mở. Gọi chú mở cửa cho vô. Cái đó em hiểu rồi, mà em cũng muốn làm phiền đó. Em không muốn làm phiền, đúng rồi, cho nên chú phải làm chìa khóa cho nó. Chú biết chỗ nào làm không? Nãy lấy chìa khóa rồi phải không? Lấy chìa khóa cửa rồi. Đúng rồi. Một cái nè. Đây, một cái chìa khóa cửa ở đây. Rồi cất đi. Rồi chú chỉ đưa một cái chìa khóa cửa có bằng chứng rồi nè. Rồi còn chìa khóa cổng á thì ngày mai chú đi làm chìa khóa cổng cho Rahim ha. Ok. Rồi, đang để Rahim có đi ra đi vô, chứ mỗi khi mà nó đi làm vậy nó gọi chú phiền lắm. Rồi, ha. Rồi. Ừ. Ai cũng không có muốn làm phiền vậy. Cho nên bây giờ Rahim đi ra ngoài xe lấy đồ vô với chị. Dạ. Ừ. Nghe, đừng có là nói sao nó để không để nó ở gia đình mà đi mướn phòng vậy. Má nó ở sáng giờ nói quên rồi. Housing. Má nó ở housing, cái phòng chỉ có được mình ên má nó ở. Cái nhà của tiểu bang của California. Của chính phủ. Chính phủ nó không có cho không có cho ở. Chính phủ không có cho ở. Cho ở một người là má của Rahim ở thôi. Dạ. Cái đó là housing chứ không phải là nhà riêng, nếu nhà riêng đâu có ai để con mình ở ngoài gì đây. Phải không? Người ta cũng cho con ở chung chứ. Nhưng mà đó là nhà của chính phủ, chỉ có một cái phòng. Để tôi suy nghĩ lại coi. Suy nghĩ cái gì? Bây giờ gì? Chú gửi tiền lại con. Trời ơi, vì ba hồi nói vô đi, nó đen. Người ta để ý tùm lum hết trời, tới chú à. Người ta kiếm chuyện à, thấy chưa? Cái gì chú, mình cho xe phòng. Thôi để nó đi kiếm chỗ khác thì chú gửi tiền lại. Trời ơi chú nha. Ơi chú làm rồi, không được đâu. Chưa giờ đó cả buổi trời. Không mẹ để ý nó nói tùm lum mắc cầm lắm á. Trời ơi chú ơi. Rồi thôi vậy chú gửi tiền lại con đi. Tiền lại con đi kiếm. Trời ơi chưa giờ làm hả, rốt cuộc đi kiếm phòng cho đã đời. No, không sao. đã đời chú nói. Cũng nghiệp nữa. Thì đó. Đi nó vô khác tiền. Không sao đâu. Bây giờ đem có người nào đen hả? Trời ơi thôi chú đừng nói vậy, cái đau trời lòng trời. Nó cũng là ai cũng là người, không có gì mình đừng nói vậy. Người ta khó chịu lắm. Dạ. Thấy chưa? Dạ, ở đây người ta xe phòng người ta cũng giấu lắm. Chú gửi tiền để con đi kiếm chỗ khác cho nó đi. Ha. Ok chú, con kiếm phòng khác. Chú lấy tiền chú gửi lại cho con. Dạ, chú lấy tiền gửi lại con đi. Rồi lấy mấy tờ giấy xé hết giùm con, tại hồi sáng viết. Trời ơi chú ơi là chú. Thôi con lấy cái tờ giấy này lại, con gạch tên bỏ đi. Hồi nãy chưa giờ chú nói chú cho nhỏ mướn đã, khi lại chú quên hết tất cả rồi chú hỏi ngược lại làm người ta đau lòng chú. Dạ. Chú có hơi ngại thành nữa ra không làm vừa lòng nó, thành nữa thôi để cho nó đi kiếm chỗ khác. Chứ sự thật ơi chú cũng thương nó lắm, chú thích lắm. Ok rồi thôi vậy chú gửi lại vậy thôi, giống có vậy chú dạ. Gửi lại con tiền 500 hả chú, mấy để con đếm 500 á thì nó nhớ. Dạ để khoan. Trời ơi chú ơi là chú ơi. Vui vẻ không có vậy đó. Dạ không có gì. Đừng có nhưng nghĩ mà như là bảy là bả đó. Không có. Hiểu không? Dạ cho nên là 2, 4, 5 ok. Ok chú. Ok vô đó. Dạ chú. Chào chú. Có ok rồi ba chú. Vui vẻ con ha. Trời ơi sao nhỏ vui được. Không vui. Sao nhỏ vui được nè, chị nghĩ để chú nghĩ coi. Sao vui. Đi kiếm phòng từ hồi trưa giờ cả buổi làm mừng. Má của nó mừng quá trời quá đất của cô bây giờ. Ok thôi không sao. Rồi, ba chú thích khen nha. Chú cũng lớn tuổi rồi, chú cũng nhớ quên chữ này cũng sợ lắm. Thôi. Dạ, ba chú. Rồi. Trời ơi, mọi người ơi. Hồi chưa tới bây giờ đó, cả buổi trời đó ha. Chú dẫn vô mướn phòng xong xuôi đi lấy đồ trở lại. Chú hỏi là ai vậy, chú không nhớ gì hết trơn. Rồi chú nói ngược lại, thằng nhỏ khóc. Rồi nó cũng tự hái nữa, cứ dùng là da đen hoài. Giờ thằng có dẫn nó đi kiếm chỗ khác thôi chứ giờ biết làm sao giờ. Thì nói cái vụ ông già hồi chiều rốt cuộc không có được. Bây giờ á thì ngày mai tiếp tục nha mọi người, để sợ mọi người không có biết là Rahim có chỗ ở hay chưa. Rahim có biết là ở trên cộng đồng mạng đó thì những cô chú bác thương rất thương Rahim và muốn Rahim có cái chỗ ở, có chỗ ngủ. Dạ. Chứ không muốn Rahim ngủ ở trên đường. Dạ. That's why người ta quan tâm, người dạ. ta muốn biết Rahim ngủ ở đâu. Thì hôm nay sáng giờ theo mình đi mướn phòng gặp cái bác bị 91 tuổi bị lãng trí. Mà khi vô nhà mướn thì bác chịu cho mướn trả tiền xong hết. Khi dọn đồ vô bác nói ủa
cô là ai vô nhà tôi vậy? cái thằng đó là ai? Làm nhớ khóc luôn. Trời ơi, thì thôi bây giờ á mọi người thì không sao đâu, thì không sao, không sao. Không sao. Không sao, giờ là Hiêm vô nhà của chị Hằng ngủ đỡ đêm nay, để sáng mai thì có chỗ Hằng sẽ gọi chỗ khác, thì hứa là ngày mai người ta nói tới coi phòng được thì mình ở luôn. Yeah. Ha. Cho nên tối nay nhất định là Hiêm phải ở đây chứ không có được đi ra ngoài. Ok. Ok. Ừ, ok rồi, nhất định vậy ha. Đó, cho nên bà con cô bác yên tâm nha. Tối nay rồi Hiêm ngủ ở đây, và có thể ngày mai Hằng sẽ đi kiếm phòng, và chắc chắn là ngày mai rồi Hiêm có phòng. Theo lẽ hôm nay là có rồi mà gặp cái bác không bị lạnh. Ông bị Alzheimer. Đâu, thì đâu có sao đâu. Thì trời đất ơi, 91 tuổi. 91 tuổi đúng rồi. What do you expect? You know? Oh my god, ông nói chuyện hết hồn luôn á. 91 thì gần 100 rồi. Gần 100 đúng rồi. Chết okay, thôi, ông không nhớ gì hết, mà hơn nữa ông đang uống rượu đỏ nữa chứ. Cái xong hồi ông xin lỗi. Ủa? Mình đi vô cái ông đó, ủa? Thằng này hàng nào vậy? Thằng này là ai vậy? Ông hỏi, ủa? Cô là ai vậy? Anh đang uống rượu. Ủa, cái gì uống rượu? Trời ơi, làm hết hồn. 91 uống rượu, ok. Uống cả ly rượu đỏ bỏ đá vô nữa chứ. Trời ơi. Yeah. Not the best result. Xong rồi Hiêm quải khăn gói đi ra ngoài đường ngồi khóc. Trời, làm Hằng chạy ra không kịp luôn, Hằng hỏi. Đi luôn, đi luôn, chứ hết biết rồi, đâu có biết làm gì đâu. Nhỏ ra ngồi khóc, nhỏ nói, bây giờ ổng nhớ lỡ em ở trong nhà ổng nửa đêm em đi làm về. Ổng nói tao không biết là mày là ai, ổng đi xuống ổng bắt em sao. Thì đó, thì ổng mới đưa chìa khóa. Vậy cái hồi em cũng ở đó suy nghĩ, nói ok, thì bây giờ mình thí dụ mình đi làm về 11 giờ tối, mở cửa vô, ổng sợ làm sao? Đó, ổng lấy cái súng bắn rồi, ổng đó làm sao? Dạ, yeah, đúng rồi. Biết là mày là ai, ổng tôi không biết đâu, ổng đâu có nhớ đâu, tôi phải tại yeah, phải tại phòng. Xong cái đi vô nói dạo, cái ổng nói, cô nói gì cũng phải, tôi bậy rồi, cô nói nó cũng đúng. Đúng. Mà cười lắm mai là, nói ủa hồi đưa tiền có quay phim chú luôn á. Tại sao ổng cũng nhớ, nhắc lại ổng nhớ có đưa tiền. Xong rồi sau đó ổng nói ok để ổng trả tiền lại. Trời ơi là trời. Thôi ok, that's ok. Không sao. Ngày mai mình chắc chắn là mình kiếm sẽ có rồi. Yeah. Ừ, tối nay thì ở đây rồi, nhất định vậy ha. Yeah. Ok. Tomorrow is another day. Uh-huh. Yeah. Tomorrow is a good day. Uh-huh. Yeah. Let's think positive. Yeah. There you go. Ngày mai chắc chắn là sẽ có. Ok. Yeah. Don't never think negative. Always think positive. Yeah. Yeah. Rồi Hiêm hỏi, tội lắm rồi Hiêm hỏi, ủa nhìn em thấy ghê lắm hả? Nó đâu có đâu. Rồi Hiêm đâu có thấy ghê đâu. Tại đó là cái skin, cái màu da thôi. Nhưng mà tại vì nhiều người già lớn tuổi người ta nghĩ vậy. Nhưng mà rồi Hiêm rất là đẹp trai mà thấy ghê gì đâu. Nó hiền chứ. Hiền nữa. Hiền lắm rồi. Mà hiền nữa. Rồi giống như là thì bên xứ Mỹ không phải thì nó cũng nó quậy nhiều lắm thì em cũng hiểu. Em hiểu nhiều lắm. Yeah. Mà giống như là thì bây giờ em đi lên đi xuống đường mà nó thấy mình nó nghĩ ok, nó sợ vậy, nó đi qua đường khác. Không sao, đâu có sao đâu. Đâu có sao. Nó nghĩ nó đi tránh đó, hả? Nó tránh đi đường khác. Nó tránh đi. Đúng rồi. Nó kệ đi, đâu có sao. Em đừng có tự ái cái đó. Không có gì hết đó. Thì cái đó thì nó cũng vô cái trái tim của mình thôi. That's why, bởi vậy em có cái tự ái rất là cao. Yeah. Khi tới đây kêu vô nhà là dứt khoát không chịu vô, rồi xách giỏ đi ngoài đường. Nói là không có vô sợ làm phiền. Nó không có phiền, chỉ nói là không có phiền. Là không có phiền, ok? I tell you, I used to hire one black guy. Sentimental, yeah. Rất là giàu tình cảm. Yeah. Nói ra là thì dễ khóc á. Yeah. Là mấy người hiền là vậy đó. Ừ. Yeah, hiền lành đó. Okay.